Đại chúng sáng nay có khỏe không? Tối qua ngủ có ngon không? Có ai hồi hộp chặn giấc ngủ không tròn tại nôn đi chùa không? Sao giống em quá vậy? Hồi giờ sáng hồi tối em ngủ không được, em nôn, sáng nay được gặp đại chúng. Thưa đại chúng, sáng nay thay vì Pháp Hòa chọn một cái đề tài thì chúng ta lại có một ít câu hỏi trên bàn. Pháp Hòa nghĩ là cũng đủ, tại vì quý thầy ban tổ chức cho chúng ta có 45 phút, bây giờ đã là 10 giờ rồi, chúng ta phải dừng trước 11 giờ để có khóa lễ chính thức. Cho nên bây giờ mình đi thẳng vào những câu hỏi, thì hy vọng là chúng ta đủ giờ để trả lời những câu hỏi. Bạch thầy, thầy cho con hỏi tu như thế nào để lên cõi trời, tu như thế nào để lên cõi Tây Phương. Nếu một người có đức tin vào Phật Pháp mà qua đời và được người nhà hộ niệm A-di-đà Phật thì người đó có được về cõi Phật không ạ? Sống ở đây không biết mỗi ngày đi đâu mà lo mai mốt đi đâu. Trước hết là mình biết mỗi ngày mình đi đâu không? Mỗi ngày nay mình sống và tâm hồn mình sẽ đi đâu? Nếu như một ngày đó mình sống mà mình có an lạc, hạnh phúc là mình biết ngày đó mình đi cõi trời rồi đó. Vì cõi trời là gì? Cõi trời theo mình hiểu là gì? Cõi vui sướng, cõi an lạc. Tạm hiểu vậy đi, mình chưa lên trển, không biết ở trển ăn uống làm sao. Nhưng mà mình biết rằng theo mình hiểu là cõi đó là cõi vui. Muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Bây giờ quý vị muốn mặc có mặc không? Một tủ luôn. Muốn mang giày có giày mang không? Một tủ luôn. Nhu cầu chỉ một đôi mà tham cầu là một tủ. Có người nào mà sáng ra mà hai cái chân mang hai chiếc dép không? Một đôi thôi. Mỗi lần là chỉ một đôi thôi. Đó là nhu cầu. Nhưng mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Vì đó là tham cầu. Nhưng bây giờ đứng trên phương diện này, muốn ăn có ăn, tủ lạnh không thiếu thức ăn. Muốn mặc không thiếu quần áo, mùa giày dép không thiếu. Cái gì cũng dư hết chứ không có thiếu. Không nói là đủ nữa đó. Hồi xưa là tổ dạy là đủ thôi, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình dư chứ không phải là đủ nữa. Không phải là thiếu nữa. Như vậy mình ở cõi trời chưa? Mình ở cõi trời rồi. Nhưng mà cõi trời này là hưởng phước báo tạm thời thôi. Nếu cõi trời này mà không biết là rơi rớt đọa lạc như thường. Thiên thính tịch vô âm, lấy cái lỗ tai mà nghe cõi trời không nghe tiếng được. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, xa xa biết ở đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đó, ta định nghĩa chữ trời đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn. Rốt cuộc ta trả lời mình một câu: đô thị tại nhân tâm. Nó nằm tại tâm người của mình. Trời mà lấy tiếng nghe không nghe được, xa xa mờ mờ không biết ở đâu, không cao cũng không xa. Trời không có xa, trời không có cao, trời ngay tâm hồn của mình. Nếu ngày hôm đó mình mở mắt ra, mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, mình ở cõi trời đó. Cho nên muốn tu ở cõi trời, đó là mình tu cái bằng lòng với cái mình có. Dễ tu không? Ví dụ như nói đói bụng quá mà lên trên bàn có 3 món ăn, bằng lòng với 3 món. Mình không cần phải nấu ăn mà có người nấu cho mình ăn mà không bằng lòng. Trời ơi, nấu vậy mà cũng nấu lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát. Rốt cuộc mình, người ta nấu suốt buổi cho mình ăn, mình chỉ có việc ăn thôi mà không bằng lòng với mình ăn nữa. Thì bây giờ mình có ở đâu giờ? Người xưa đã định nghĩa rồi. Người nào mà bằng lòng với những gì mình có, dù ở nằm ở dưới đất vẫn thấy vui. Không bằng lòng những gì mình có, dù nằm ở cõi trời vẫn không vừa ý. Đâu? Người mà biết đủ thì lúc nào cũng có an lạc. Cho nên tạm thời Pháp Hòa bày cho đại chúng một phương pháp sống cõi trời.
mà một cách để nhìn mình đang ở cõi trời là bằng lòng với những gì mình có. Và thậm chí mình nhìn coi có phải mình hơn người khác không. Hiện tại cuộc sống của mình, mặc dù mình không giàu như người ta, nhưng mình đâu có đến nỗi nghèo khổ đâu. Vẫn có xe để đi nè. Muốn đi đâu là vèo cái là tới rồi, là bay rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình muốn liên lạc với đâu, chỉ cần bấm mà Zalo, Viber, FaceTime, thấy mặt khắp cõi các nơi hết, thiên nhãn rồi chứ gì nữa. Nghe được khắp các nơi bằng cái phone là thiên nhĩ rồi chứ gì nữa. Ngày nay bây giờ livestream nè, Pháp Hòa đang ngồi đây nè, mà ai bấm cái livestream lên cả thế giới được coi hết nè, có phải mình đi dạo hết khắp các cõi chưa? Như vậy các vị ở ngồi ở cõi đó mà vẫn thấy cõi của mình. Như vậy trong kinh nói là đúng chứ đâu có sai. Chư Phật ngồi cõi này mà thấy được cõi khác. Hồi xưa mình nghe mình thấy làm gì có chuyện đó, bây giờ nó có thiệt, phải không? Một cõi này mà thấy các cõi khác, một cõi khác mà thấy được cõi này. Như vậy không phải là các cõi được thấy nhau là thiên nhãn sao? Được nghe nhau là thiên nhĩ sao? Phải không? Được nói chuyện với nhau, được liên hệ lạc với nhau, được qua lại với nhau. Cho nên mình có thần thông hết. Đây là Pháp Hòa nói là mình nói về cái nhận diện cái cách cõi trời mà chúng ta đang sống. Còn nếu nói về phước báo, người nào tu ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân đừng làm ba việc: sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không làm bốn việc: không nói những lời dối trá, không nói những lời độc ác, chửi rủa, không nói những lời gây chia rẽ, châm chích hai đầu, không nói những lời vô ích, vô bổ cho người khác. Miệng không nói bốn điều. Ý làm ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si, cộng là làm mười. Chúng ta gọi là thập thiện. Lấy cái thập thiện trừ cái thập ác qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Đó là cái phước của người sanh về cõi trời. Cho nên người mà muốn về cõi trời, nếu về mặt hiện tại, hãy nhận diện những gì chúng ta có trong đời này. Nói về cái mặt tu tạo phước lành, chúng ta có thể tu ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà chúng ta muốn sản sanh về đó. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái cõi mà con người không còn nhiễm ô từ đời sống cho tới tâm niệm. Cho nên ở trên đó mới nói cây cối cũng đều bằng vàng, chim chóc cũng hót ra những lời pháp âm, cát vàng, ao vàng, cái gì cũng cực kỳ vui sướng hết, gọi là Cực Lạc mà. Cực Lạc là cái cõi cực kỳ của hạnh phúc, của an lạc, của vui vẻ. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Cực Lạc được nếu chúng ta phát nguyện sanh về cõi đó. Con nguyện hiện đời, con đời sống trong đời này, ăn con vẫn cứ ăn, mặc con cũng mặc, nhưng con không đắm nhiễm gì hết. Trời lạnh có áo lạnh, mặc đủ ấm là được rồi. Tại vì con biết cõi này tạm thôi, cho nên có gì tạm. Mùa đông con mặc cái áo thiệt dày cho nó ấm, chứ mùa hè con cất à. Như vậy không phải cái áo lạnh nó tạm sao? Nếu nó là thật thì phải mặc suốt bốn mùa chứ. Tại sao mùa hè mà cất, mùa đông thì sử dụng? Vậy thì cái áo lạnh đó cũng là tạm thôi. Cái tóc của mình á, mới cắt ra bắt đầu đẹp về, chừng tháng, hai tháng sau nó dài đi cắt tiếp. Rồi tới hồi đi tu cạo trột luôn. Như vậy thì cái tóc cũng là tạm, cái mặt cũng là tạm thôi. Mình mới vừa son phấn xong chứ ăn hồi nó lem luốc phải làm lại à. Rồi thậm chí tối cũng phải chùi rửa chứ. Vì thì rõ ràng cái gì chúng ta làm lên, dựng nó lên mà bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tối về cũng phải rửa chùi. Vậy thì cho ý nghĩa là cái đẹp mà chúng ta có đây sáng chiều là xong. Nhắc nhở mình làm đẹp không có sai, nhưng nếu cái làm đẹp đó thêm một cái ý nghĩa, thêm một sự chánh niệm, thêm một sự tu tập, thì làm đẹp này vừa đẹp mà vừa tu. Sáng nay con làm đẹp, chiều tối con phải rửa.
để con ý thức được rằng cái gì mà chúng ta trét lên trôi lên nó chỉ là tạm và cái bề ngoài thôi. Tối về nhìn mình mới chân thật, bất hư. Nó xanh dờn, nó trắng nhách, nó làm sao đó là đây là chân thật của mình đó. Còn sáng ra nó đỏ đỏ xanh xanh chỉ là cho em nhỏ nó vui thôi, cho nó tạm cõi thôi. Hiểu được như vậy mình làm đẹp mà có tu tập. Quý hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, cực lạc không phải chỉ ở phương Tây. Bất cứ cõi nào chúng ta có niềm vui đều là cực lạc hết. Nhưng mà trong Phật giáo á, đưa ra hai cái hướng. Phương Đông là mặt trời mọc, là Phật Dược Sư. Cho nên đầu năm muốn cầu an, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn Dược Sư, hướng về Đức Phật ở phương Đông. Nhưng khi mình nói đến cái chỗ tĩnh lặng trở về, hướng về Đức Phật phương Tây là Phật Di Đà, nơi mặt trời lặn. Như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta có hai hướng để hướng tâm. Sáng thì hướng phương Đông, chiều hướng phương Tây. Đời người cũng thế. Mình mở mắt ra, mình làm việc, mình hành xử, nhưng đừng quên chiều tối lại phải nhắm mắt để trở về với chính mình. Cho nên buổi chiều phương Tây còn tượng trưng cho trở về với chính mình, để quán chiếu trở lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, để có được sự tĩnh lặng của một khi chúng ta cuối đời. Bình thường lúc mình còn khỏe đó, cái gì mình cũng nói được hết á, cái gì mình cũng làm á, thậm chí gần như mình bất cần đời mà chẳng cần ai. Nhưng cuối đời ngồi chỗ đó kiếm một người tới thăm không có. Tại vì lúc sống mình đã thể hiện tôi chẳng cần ai, và tôi nói tôi không cần ngại ngùng, sống bất chấp. Thì như vậy có phải là chúng ta chỉ quên hướng về mình buổi chiều không? Cho nên thỉnh thoảng mà có đi vào bệnh viện, vô nhà dưỡng lão mà thăm người già đó, thật ra chúng ta đi thăm một vòng vậy đó cũng để nhắc nhở mình đó. Rồi một ngày chiều nào đó, thấy không, mình sẽ ngồi ở đây cũng cô đơn lặng lẽ như thế này, không ai thăm. Để làm gì? Để mình sống đẹp, sống dễ thương khi mình còn tỉnh, còn khỏe, còn nói được. Hãy gieo cái hạt giống đó, để rồi chiều về còn có quả để hưởng. Cho nên muốn được người ta thương khi mình còn sống dễ dãi. Muốn chết dễ, sống phải dễ. Còn sống khó khăn, chết cũng khó khăn. Vì nhân sao thì quá vậy. Mình muốn mọi người tốt với mình thì mình tốt với mọi người. Cho nên cõi trời và cực lạc không có hai. Chỉ quan trọng là mình, cái chỗ tạo nghiệp của mình. Muốn thì ai cũng được, muốn đó. Nhưng mà tới được hay không là tùy vào cái sự huân tập của mình. Cũng giống như mình nói tôi muốn đi du lịch mà không để dành tiền. Có nhiều xài hết nhiều, mà thậm chí còn tuyên bố nữa, kệ xả láng sáng về sớm. Thì đời nào có thể đi du lịch được không? Cho nên muốn cõi nào cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng là chỗ tạo của chúng ta. Đức Phật nói giống như một cái cây mà nó nghiêng vậy đó. Hễ nó đã nghiêng về trái, khi chúng ta cưa nó đi, nó sẽ ngã về bên trái. Nếu đã nghiêng về phải, chúng ta cưa nó đi, nó sẽ nghiêng về phải. Hằng ngày tâm thức chúng ta hướng về đâu thì khi chúng ta ra đi thì cái đó nó sẽ hướng về đó. Cho nên quý vị phá vào ví dụ nè. Lâu lâu quý vị đi du lịch, đi qua các tiểu bang khác, điền vòng thế nào cũng hỏi à, ở đây có chùa không? Đi chơi nhưng mình vẫn muốn tấp vô chùa lại Phật một cái. Như vậy là mình biết là tâm mình tốt rồi đó, mình có hướng chùa rồi đó. Cũng giống như ăn thức ăn Mỹ xong hỏi ở đây có nhà hàng Việt Nam không? Ở đây có quán phở nào ngon không? Thí dụ vậy, tức là cái tâm mình hướng. Như vậy thì mình muốn đi đâu cũng được. Cái tâm mình nghĩ về cái gì, hướng về cái gì, sống với cái nghiệp nào, cái đó Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày. Để chúng ta, nếu cái đó nó cực kỳ là mạnh, thì chúng ta khi mất đi, chúng ta sẽ đi theo cái sự tái sanh của cực trọng nghiệp. Nếu hằng ngày mình cực kỳ hướng Phật, đừng lo, dù không ai niệm Phật cho mình, mình vẫn đi về cái cõi lành. Tại vì trong tâm mình đã cực kỳ thiện. Mình sống và mình chết, mình tái sinh theo cái cực trọng nghiệp của mình, do mình tích lũy nghiệp.
Còn ví dụ như lỡ mà mình bị cái gì đó thiện được suốt đời và cuối cùng sân hận một điều gì đó, đó là gì? Đó là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối đời mình nổi sân lên một cái giây phút đó. Đại ý là vậy. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, Cử Huyền bên chồng và bên con thờ chung nhà có được không? Hai người còn muốn sống chung, muốn chi ông bà. Thưa đại chúng, khi chúng ta gọi là Cửu Huyền thất tổ, không có phân biệt, chúng ta nên lập một bàn thờ chung, một bát hương thôi, mà chúng ta thờ cả bên vợ bên chồng, không có phân biệt bên này vợ bên này chồng, rồi thậm chí làm hai cái lư hương. Thật sự quý vị có thờ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta thờ đơn giản gọn mà lấy ý, thì trong đó có cả Cửu Huyền thất tổ. Cửu Huyền là gì? Chín đời quá khứ. Còn nếu nói thất tổ là chung nè, ông cố, ông nội, cha mình, con mình, cháu mình, chắc mình, đó là thất tổ đó. Tính từ ông cố trở xuống, ông cố mình, ba mình, rồi mình là ba đời rồi, con mình là bốn đời, cháu mình là năm đời, cháu nội, cháu chắc, cháu chích, thì như vậy thì bảy đời là ông cố, ông nội, ba mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Như vậy nội cái chữ thất tổ là đã đủ bảy đời trong đó rồi, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thờ đó không phải để phân biệt bên nào là bên nào, mà thờ đó như là cái gốc rễ để cho các con, các cháu nó hướng về, nó bám gốc, bám rễ, nó biết rằng nó không có phải là sống mà không có nguồn, có cội. Cái ý nghĩa quan trọng mình thờ bằng thờ ông bà là để cho con cái đừng quên cội nguồn, chứ không phải phân biệt ông nào với bà nào. Ông nào rồi cũng chết chắc hết, bà nào rồi cũng chắc chết. Hở hở là chắc chết. Đừng có lo chuyện chắc chết, vì học trên đời này không có gì chắc hết đó. Chỉ có chết là chắc thôi. Chứ mình thờ ông bà đó là để làm gì? Để cho con cháu hướng tâm. Và đã đến lúc quý vị cần làm một con album. Ngày xưa là làm gia phả. Gia phả không có hình, tên, sanh năm nào, con của ai. Bây giờ mình có hình, tại sao mình không làm? Làm một cuốn album. Ông bà cố tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Ông bà nội, hình ảnh đầy đủ để lại cho các con. Chuẩn bị cuốn album đó. Là bởi vì hết đời mình, ai nói cho nó nghe? Ông này là ai? Tên gì? Sanh năm nào, mất ngày nào? Mình không quan tâm chuyện đó. Lịch nhà nào cũng đầy hết. Bữa nay làm 8 tiếng, mai làm 7 tiếng để chi lấy lương. Nhà nào cũng có một cuốn sổ tính lương với hãng hết, mà thiếu một cuốn gia phả để các con bám vào cội nguồn. Mình thờ bằng thờ Cửu Huyền thất tổ, không ông nào ngồi trong đó hết á. Nhưng mà nếu nói cho cùng, đó là cội nguồn để các con quy hướng. Cho nên mỗi năm cúng giỗ, quý vị hàng năm quý vị cúng bao nhiêu cái giỗ lẻ tẻ đó, nhưng nên làm một cái ngày giỗ chung. Ngày giỗ chung đó để làm gì? Để kêu gọi con cái trở về một ngày thôi. Nó đâu có thì giờ. Một tuần kêu 3-4 cái giỗ. Rồi dụ nó chứ, về ăn con. Nó nói hồi con ăn to go fast food nhanh hơn. Con lớn rồi má bắt con thắp cây nhang, cuốc ba lại rồi đợi tàn nhang mới cho ăn. Về nhà trễ giờ của con hết. Thật ra mình phải thông cảm đời sống bận rộn của các con, các cháu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một ngày giỗ chung. Quý vị chọn ngày nào cũng được. Thậm chí quý vị lấy cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm. Vì phương Tây là lễ Thanksgiving, tạ ơn. Chúng ta phối hợp làm lễ giỗ chung cho ông bà, tạ ơn ông bà cha mẹ, các con về với gia đình. Ngày hôm đó thay vì mình làm một con gà Tây, mình nấu một mâm cơm Việt Nam gia đình, ăn uống và nhắc nhở các con. Hôm nay là ngày giỗ chung,
các con quy hướng về để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ để mấy cái hình vừa chừng để các con nó nhìn, nó thấy và nó đặt câu hỏi: má, ông này là ai? Ông nội con, ông ngoại con. Mình phải bắt đầu cho các con mình có hình ảnh của tổ tiên, hết đời mình nó biết ông này là ai, cuối cùng đem lên chùa nó gửi hết. Và đó là điều đã có xảy ra. Có những gia đình ông bà cha mẹ chết một cái rồi, nó bưng nguyên cái bàn thờ ông bà lên chùa nó gửi lại, nó nói I don't know what's this. Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những bàn thờ như vậy. Cho nên đau thật với đại chúng, Pháp Hòa mà sáng ra mà thấy ai mà bưng cái bàn Phật mà trả lên trên chùa, trong lòng mà buồn lắm. Mà có nhiều người họ đem tới, họ đâu có để trong chùa, họ đứng trước cửa chùa họ để, xong rồi bấm tiếng toan họ chạy xe họ chạy mất tiêu. Mình tưởng ai đem gì tới, ai nhờ đâu, trời đất ơi, con ai đem bỏ chùa này. Thật sự mỗi lần mà thấy cái hình ảnh nó mà buồn lắm. Tại vì mình biết dần dần cội nguồn mình đã phai nhạt. Ông bà cha mẹ mất một cái rồi là con cái dẹp hết từ bàn Phật tới bàn ông bà. Thậm chí Pháp Hòa nói đây là hình của các ông bà, các vị giữ, không ai chịu giữ hết á, thôi thầy đốt giùm tôi đi. Nói đến câu như vậy, không người nào chịu giữ hết. Thật ra đã đến lúc mình phải suy nghĩ làm cái gì đơn giản mà giữ được cội nguồn. Còn mình bày tùm lum theo cái nghĩ của mình xưa giờ đó, nó rườm rà mà nó sẽ cảm thấy không làm được thì nó phí mình đi. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng sao cho gọn gãy, đầy đủ ý nghĩa mà gọn gãy trong vòng bao nhiêu phút. Người ta còn ham tụng chứ, trời ơi, tụng mà tràn gian đại hải, trừ khi nào đó là những khóa trì kinh mình tổ chức. Còn kinh hàng ngày, ngũ khóa lễ hàng tuần ở chùa nên làm cho gọn gãy để mọi người có thể tụng mà tiếp nhận được lời kinh. Vì thời gian người ta không có nhiều. Thời đại của fast food là mình phải, không phải là mình chịu thua, nhưng mình biết tùy thuận chúng sanh để cảm hóa chúng sanh. Và đó là tâm hạnh của Bậc Bồ Tát. Xin Thầy Quang Hỷ ban cho chúng con hiểu sâu về sự ích kỷ. Thì thưa đại chúng, mà ích kỷ là một trong những cái tâm hành bất thiện. Thì dù không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng biết là một cái cách sống không dễ thương. Và trong cuộc đời này nếu mà chúng ta ngược lại ích kỷ là gì? Hả? Ở đây ai biết ngược lại ích kỷ là gì? Rộng rãi, phải không? Mình luôn luôn, tại vì ích kỷ là một dạng sân tham. Và sân tham nó có mấy loại: sân tham chỗ ở, sân tham về sự học hỏi, sân tham về bạn bè. Thí dụ có nhiều khi mình có cái chỗ ở nhưng mình không thích người ta tới ở, mình không cho. Thậm chí mình ngồi đâu mình cũng thích rộng một mình á. Mình ngồi ở ghế, bóp bên này ghế, bóp bên kia ghế, để làm chi vậy? Khỏi ai ngồi gần. Thật ra lúc rộng rãi cứ thoải mái, nhưng khi mình thấy có ai bước vào hình như thiếu chỗ, tự động mình dỡ cái vỏ mình lên, nhường cái chỗ đó. Một mình không có đủ, không có ai, cứ thoải mái mà để đồ. Nhưng khi mình biết có người thì mình gom lại một chút. Tất cả những cái cử chỉ đó nó đều thể hiện cái tâm sống biết nhìn, biết chia sẻ. Đó là không sang thăm về chỗ ở. Có nhiều khi mình biết cái người đó giỏi lắm, có thể giúp người ta, nhưng không chỉ, mình chỉ dành người đó giúp mình thôi. Mình biết người khác cần mà người kia có thể giúp đó, thay vì mình giới thiệu không, thành thử ra nó lỗ đi. Sang tham bạn hữu, đây là lời Phật dạy. Thì tất cả mọi sang tham nó biểu tượng của cái bụng to, cái cổ nhỏ. Cho nên khi cúng cô hồn á, trong các loài ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó có một loài quỷ mà cổ nhỏ và bụng to. Vì loài đó chỉ muốn lấy của người khác mà không bao giờ cho ra. Vì không cho ra cho nên bụng nó phình. Vì không cho ra cho nên cổ nó nhỏ. Vì vậy mà khi cúng họ, muốn nghĩ tưởng đến họ, thương họ,
lâm vào cái hoàn cảnh đó, cho nên thường có một cái chén cháo. Chén cháo nấu thật loãng, ít nước, nhiều nước, ít cái. Có nơi gọi là cháo thánh, có người là gọi là cháo cô hồn, vì cháo đó cho những loài nuốt không được những món ăn khác. Họ không thể ăn pizza được, họ không thể ăn chả giò được, họ chỉ uống được nước cháo thôi. Cho nên khi cúng cô hồn, rất nhiều món ăn được bày lên. Bất cứ cái gì quý vị có, không phải chỉ đừng có cúng cô hồn mà khoai mì, khoai lang. Hỏi sao vậy, cúng cô hồn đó tại Việt Nam. Mình ăn gì mình cũng nấy, qua tới đây là nhớ thêm Pepsi, Coca, pizza, những món Tây. Tại vì trong đó có cô hồn Mỹ. Vì cô hồn đâu phải chỉ một loại, mà tất cả thập các chủng loại cô hồn. Người nào sống sang tham ích kỷ. Cho nên bà Thanh Đề đó là một biểu tượng của người sang tham ích kỷ. Rơi xuống địa ngục rồi, đói khổ như vậy, con mình đem cho tới một cái bát cơm rồi mà vẫn lấy tay trái che lại, lấy tay phải để ăn, dù ở trong cảnh khổ đó. Cho nên rồi vì cái tâm tham đó mà đốt cháy, cho nên không thể ăn được chén cơm đó. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên mình mà sống bằng cái tâm ích kỷ bỏng sẻn thì cái quả của mình sẽ là khổ đau và thiếu thốn. Mỗi buổi chiều cúng cô hồn có câu: thần chú gia trì, tịnh pháp thực phổ thí hà, xa chúng cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Xin các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Tại con người mình không bao giờ thấy đủ, vì không thấy đủ cho nên muốn vơ vét gom về. Thậm chí không xài cũng gom, xài không hết cũng gom. Hỏi sao vậy? Free. Cái gì free là gom à. Đó. Thôi câu hỏi cuối nha, vì mình hết giờ. Có một em 7 tuổi nó hỏi nè: how can I come when people say things that I don't feel happy to hear that? Làm sao con có thể lắng tâm xuống khi con nghe một người khác nói mà con không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với lời nói đó? In order to, you cannot stop people when they say something not happy you. But you able to go to somewhere else to get away from these words. You unable to prevent them, to stop them. But you have the rights for yourself to move away from that area. So when you are not happy with the words when people say to you, go to your room. Walk outside, breathe in and out deeply, enjoy the flowers, enjoy the fresh air in order to calm you. Remember that in this life, you cannot expect other people to satisfy you, but you have the rights, you have the permission, you have the way to help you out of that. You cannot make people happy. You cannot happy with the words what people say, but you can happy by yourself to find your way to stay away from this. You cannot please the environment, but if you change your feelings by moving away from that environment, you will be different. There are a lot of channels. If you listen to this channel, you don't like it, you can switch to another channel. That is your right. They can have 100 channels on TV, but you have a remote control to select what channel you want to watch. Same thing. I share with you a gatha, a verse, when you watch TV. My mind is the screen of TV. I am a remote control. I will select any channel that help me to learn and to be happy to watch and to listen. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chúng ta không có quyền ngăn người khác
không được nói những lời dễ thương, không dễ thương, nhưng chúng ta có quyền đi vào phòng để lắng tâm mình. Chúng ta tự mình tìm một con đường an lạc cho mình. Những lời nói, những hành động, những cử chỉ như bao nhiêu những cái channel ở trong TV, nhưng chúng ta là cái remote control. Mình có quyền chọn một cái đài nào để mình xem và nghe, phải không? Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm. Your mind is the remote control. Choose any healthy, any happy one to watch and to enjoy. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình không cấm người ta nói bậy, nhưng mình có quyền đi nơi khác để lời nói bậy không ảnh hưởng mình. Mình không thể cấm được trời mưa, nhưng mình có quyền ở trong nhà nếu trời có mưa. Còn nếu muốn đi ra ngoài, mình có áo mưa, mình có dù. Mình không thể cấm trời lạnh, nhưng mình có áo lạnh. Mình không thể cấm trời nóng, nhưng mình có cây quạt. Như vậy thì pháp bất thiện trong thế gian này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta là người Phật tử có đủ phương pháp để ứng phó với tất cả bất thiện pháp của cuộc đời này, vì chúng ta là một Phật tử rất dồi dào pháp môn. Vì cha của mình là Pháp Vương, ông vua Pháp, mình là Pháp Vương tử, con của vua Pháp, thì không có pháp nào mà mình không có ứng được. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình giỏi á, thì mình chuyển hóa, à đây là lời nói giúp cho tôi nhẫn nại. If you are more talent, more practice, when people say something wrong, not happy you, you can hear, you can learn, oh, this is a chance for me to learn how to be patient. Let's say when you grow up, you have a job under a manager. Under a manager, they can say something very weird to you because they are your boss. In that moment, you cannot say, I don't like your words, I run away from you. No, at that moment, you have to be there with your boss. Even they say something very negative, but that is your job. In this case, you must know that this is a chance for me to improve myself, to change myself, to learn and how to be patient. Có những lúc mình không thể chạy được, như là một người boss của mình, họ la rầy mình, người chủ mình họ la rầy, phải ở đó thôi. Chừng đó mình phải pháp môn gì? Pháp môn nhẫn nại, pháp môn chịu khó. Như vậy tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Nếu chúng ta có câu hỏi chiều nay thì chúng ta sẽ xen vào với phần văn nghệ, tức là trả lời một câu hỏi hay là hai câu hỏi thì chúng ta sẽ có một bài hát. Nếu chúng ta có câu hỏi, còn không thì mình sẽ sinh hoạt coi như là văn nghệ bỏ túi trước khi chúng ta chia tay ra về kết thúc khóa tu. Và đại chúng mà trưa nay có buồn ngủ không? Nói thiệt, em nhìn xuống em thấy mà, em thấy hết mà người ta mới hỏi chứ bộ. Để coi có thọ giới thiệt không. Trời ơi, nhướng thấy thương vậy đó. Thưa đại chúng, hồi sáng này á, mình có nói đến cái phương pháp mà Phật dạy để làm cho chúng ta bớt khổ. Pháp Hòa thường ít dùng cái từ là hết khổ, nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng cuộc sống của mình á, trừ khi nào mình lên non lên núi, đóng cửa thì không tiếp xúc ai thì mới có thể gọi là tạm gọi là hết. Chứ thiệt chữ không phải hết đâu, nó nằm góc đó thôi. Giống như nhà mình có mua một cái máy mà lâu quá mình không xài, nó rộng còn góc đâu á, mình tìm nó không ra, nhưng mà chắc chắn nó đâu, nó còn trong nhà này, bất quá là mình chưa tìm được nó thôi. Tham sân si phiền não nó cũng ở trong cái tâm thức của mình, nó còn đâu đó.
Cho nên đó, mình có những cái phương thức để chúng ta làm giảm đó. Khi mà chúng ta có được cái tri kiến như hồi sáng mình nói đó, thì chúng ta biết nó, cho nên khi nó đến đó, chúng ta không quá phiền, không quá khổ. Tại vì cuộc đời này thủy chung có giữ cỡ nào rồi cũng có một ngày nó sẽ mất. Có làm gì rồi nó cũng sẽ không tồn tại, vì bản chất nó là vô thường. Kinh Kim Cang gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hễ cái gì mà có tướng, nó đều là tạm, nó đều là giả. Ví dụ như bình hoa này có tướng, nó giả, tạm thôi, một tuần, hai tuần hết. Cái nhà này nó cũng vậy thôi, giờ sửa đó, hồi xưa là nó mục quá chừng rồi, phải không? Rồi giờ nó vô thường, nó từ cái mục cũ nó trở lại, nhưng mà nó cũng không phải là mãi mãi vậy. Cho nên đó, có cái tri kiến thì bớt khổ, bớt phiền não. Có cái kham nhẫn thì bớt phiền não. Có cái tránh né thì bớt phiền não. Bây giờ đến cái phòng hộ, cũng như là có cái trừ diệt. Trừ diệt là như thế nào? Tức là khi mà mình nhận diện một cái vấn đề, chúng ta cũng biết rằng cái nhận diện này nó cũng có thể là tạm thời theo cái tri kiến của mình, chứ còn nó cũng không mãi mãi là nó đúng sự thật đâu. Pháp Hòa ví dụ, mình nghe người ta uống một ly nước đá mà mình uống được, nhưng mà mình ngồi bên cạnh cái mình nói trời ơi, tôi nghe chị nhai nước đá mà tôi ê răng, người ta nhai mình ê răng. Như vậy thì mình không có thọ, nhưng mình nghe không mà mình cảm thọ. Và cái cảm thọ này nếu mà nó bình thường, nó vui vui thôi. Có những cái mình cảm thọ phiền não, ví dụ người ta nói một câu chuyện, mình ngồi đó mình nghe giận, trời ơi tôi ngồi đó đó, nó nói tôi á, tôi biết hết trơn á, nó đựng hồng qua mặt tôi, trời tôi hả, con ruồi đực con ruồi cá gì bay qua tôi cũng biết á, nó nhúc nhích là tôi muốn biết nó muốn cái gì rồi, mà mình không biết gì về người ta hết. Nhưng toàn là những cái nhận thức gọi là phi như lý tác ý, nó làm cho mình khổ. Như lý tác ý nghĩa là cái gì nó như thế nào thì mình hãy tác ý nó như vậy, còn nó không phải như vậy thì đừng có tác ý nó như vậy để mình khổ mình. Phi như lý tác ý. Cho nên cái mà nhận thức, đôi khi chúng ta phải nhận thức cho đúng, mà nhận thức đúng thì nó không làm mình khổ. Phong và ví dụ như hồi nãy lúc chúng ta học giới, truyền giới, trong cái giới mình nói rõ vậy nè: ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết hại. Vậy thì cái ý thức đó là gì? Đó là cái nhận thức khổ đau. Phật giáo hướng dẫn cho chúng ta rằng á, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải ý thức cái lợi ích và cái không lợi ích của nó. Cái nào lợi ích thì chúng ta làm, không lợi ích chúng ta không làm. Cho nên mình nhận được sự lợi ích, ý thức, và chúng ta nhận được cái khổ đau khi chúng ta làm việc này rất là rõ ràng. Thí dụ như mình nói vậy nè: quý vị muốn cho con cháu trong gia đình hay người thân mình bớt phiền não với những gì mình nói, mình đừng có biểu người ta không làm mà mình không có lý do. Mà Pháp Hòa thấy hồi nhỏ ở Việt Nam, ví dụ như ông bà la mình á, không có được làm cái này, nhưng mà không bao giờ nói lý do. Thì đôi khi hồi nhỏ mình có một cái văn hóa là người lớn nói con nít phải nghe, đó là văn hóa ở Việt Nam. Nhưng khi mà nó qua tới đây á, thì cái đó nó không có. Thì nó đi sale, nó hỏi tới bến luôn: why? Why? Nó cứ why hoài à. Má cũng mấy why rồi. Thấy không? Thành thử là mình phải học lại. Con đừng có làm cái này, tại vì nó sẽ hư. Con làm cái này nó sẽ tốt hơn. Mà Pháp Hòa thấy cái điều này á, có những cái chúng ta làm mà chúng ta rất là bực.
Chúng ta rất là phiền não là tại sao phải làm như vậy, tại sao phải đi hướng này, và tại sao phải như thế kia mà mình không có giải thích. Thì cái người tiên nói cứ làm đi đừng có hỏi, thì người kia sẽ càng bực bội hơn, làm mà không có vui. Thì trong cái nhận thức của chúng ta, chúng ta để muốn cho những cái phiền não trong cuộc sống nó giảm đi. Thí dụ như con nó vô nó xin đi chơi, mẹ không cho, nhưng mà nó vô ba nó cho. Thì nếu mà ba mà cho xong rồi á, ba có lý do cho, thì ba ra ba phải nói chuyện với mẹ. Hồi nãy á, nó xin em không có cho, nhưng mà anh cho là tại vì tuần rồi nó học bài điểm thấp, anh nói nó cố gắng học đi, nếu nó điểm cao anh sẽ cho nó đi chơi. Cho nên anh nói cho em hiểu, để không phải anh tự ý quyết định, làm hai vợ chồng nó conflict, nó chống đối lại cái câu trả lời. Thì mai mốt đứa con đó, nó không có hỏi mẹ mà nó hỏi ba không à, là tại vì đến với ba là cái gì cũng yes, mà qua mẹ thì cái gì cũng no. Thật ra là cái cách của mình cũng phải giải thích, để mình nhận thức được tại sao mình no hay yes. Ví dụ như những cái công việc trong đời sống hàng ngày của mẹ. Thường thường á, Pháp Hòa làm gì với mấy thầy trẻ đó, khi Pháp Hòa quyết định Hòa làm xong rồi á, có dịp đi chung hay là ngồi một với một thầy lớn mà nói tại sao thầy quyết định như vậy. Nếu có cơ hội con nói với mấy em là mình thầy có cái lý do, vì cái gia đình đó người ta có nhiều khi Pháo Hòa nói nửa đêm đi tới nhà người ta giải quyết những cái chuyện gây gỗ, hay là người ta thế này thế kia nửa đêm nửa hôm vậy đó. Pháo Hòa mới nói những Phật tử này là những người rất là có cái công đức với Tam Bảo, với chùa. Bây giờ gia đình người ta hữu sự, đây là giờ phút mà mình bổn phận của người xuất gia, chúng ta phải đền ơn cho họ trong khi gia đình người ta hữu sự. Thì quý thầy đi nửa đêm nửa hôm, nhưng cũng hiểu mình không phải là mình từ chối nếu ai không có công với mình. Nhưng nếu cái sự việc mà mình hiểu hơn thì mình sẽ willing. Thật ra ở chùa bển á, ai kêu giờ nào đi giờ đó, không cần biết thân quen. 2 giờ 3 giờ họ có người thân mất mà họ gọi vô chùa, mà lúc đó có người bắt phone là sẽ đi. Mà phần lớn là Pháp Hòa bắt hết nếu Pháp Hòa có ở nhà. Tại Pháp Hòa không muốn động chúng, không muốn tiếng chuông nó reo nhiều quá rồi động cả chùa. Cho nên vừa reo mà Pháp Hòa có ở nhà là bắt phone. Mà bắt phone rồi cũng tự đi chứ không để chúng đi. Tại mỗi người phải nghỉ ngơi, mình làm trụ trì thì mình phải chịu. Cho nên là Pháp Hòa thường tất cả những cái buổi đi vào bệnh viện tụng kinh nửa đêm nửa hôm là Pháp Hòa đi hết. Có nhiều khi 5 giờ sáng quý cô thấy Hòa ra mặc áo tràng về, hỏi ủa giờ này thì tụng kinh nó không, đi mới về, đi hồi 2-3 giờ, tới 5-6 giờ sáng mới về tới nhà. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói mình nhận thức được, làm không có khổ, không có phiền não gì hết, vì mình ý thức được cái việc mình làm là ngay cái giây phút người ta đang lo lắng khủng hoảng như vậy, mình có mặt không làm được gì, nhưng người ta feel được, người ta cảm nhận được sự bình an là có thầy ở đây để trợ duyên giúp đỡ cho gia đình. Cho nên á, mình sở dĩ chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phiền hà nhau, chúng ta phiền não với nhau, một phần là bởi vì chúng ta không nhận thức được việc làm của nhau. Chúng ta không biết tại sao người đó phải làm như vậy. Có lần á, có một cái cô đó cổ hỏi Pháp Hòa vậy nè: con gửi tiền về cho mẹ con, mà mẹ con cứ đưa cho người em của con, mà người em của con thì nó không lo làm ăn. Bây giờ con không cung cấp tiền nữa, con có bất hiếu không? Pháp Hòa mới nói như vậy cũng khó, tại vì chị không phải ở trong cái vị trí của mẹ. Mẹ đang làm cái vai trò của mẹ là bổn phận mẹ là lo cho con. Mình không nói được cái chỗ đó, mình không có cản ngăn được cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà mẹ không lo con thì mẹ thiếu bổn phận. Rồi bất con mà nó có hư đốn nó như thế nào, người mẹ vẫn không bỏ con. Nhưng mà mình là em là chị, mình nóng ruột,
Thì vì thôi bây giờ chị làm bổn phận chị đi. Bổn phận của chị là con lo cho mẹ, chị gửi cái phần đủ để mẹ trang trải theo cái đời sống của mẹ. Còn mẹ có cho con đó là cái phần giữa nghiệp, giữa nợ nần giữa mẹ với người em. Không ai thiếu bổn phận ai. Chị không thiếu bổn phận với mẹ, nhưng cũng không thể bắt mẹ không có bổn phận với người con. Trong cuộc sống này mình lấy cái nhìn, mình nhìn rộng là mình sẽ hiểu được tại sao người này phải làm này cho người kia, người kia phải làm cái này cho người nọ. Quý vị thấy có những người họ lường gạt người này nhưng mà họ cung phụng cho người kia. Cuộc đời nó ngộ lắm, phải không? Họ lấy của người này nhưng mà họ lại đút lót cho người kia. Mà người này thì thương họ đáo để, thì họ không coi ra gì mà cứ rút rỉa không. Còn bên này thì không coi họ ra gì mà họ cứ đút lót, họ dâng hiến không à. Mình không có chứng quả, mình không có thấy được nhân quả, ân quán nó chằng chịt với nhau, phải không? Nó đều có hết á. Nó đều có cái hết á. Không có cái liên đới với nhau thì nó không đến với nhau được. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay dùng cái từ kết duyên đó. Kết duyên là gì? Mình thấy có đó tốt nên kết, cái đó hay nên kết. Cho nên tụng kinh không hiểu cũng tụng, tại vì mình tụng để kết duyên. Kết duyên với Pháp Bảo. Pháp Bảo có nghĩa chứ không phải là không nghĩa. Nhưng tuệ giác mình chưa đủ, mình không hiểu thôi. Thì nhưng không hiểu mà không tiếp xúc, không trì tụng thì mình lại không kết được cái duyên này. Mà một đời này không kết, hai đời không kết thì đời nào mới hiểu nghĩa? Thì bây giờ nếu mình không hiểu thì đâu có nghĩa là nó không có nghĩa. Thì chúng ta cứ tụng, dù không được tuệ giác nhưng vẫn được phước đức. Tụng kinh là thân ngồi nè, là thân tỉnh. Miệng tụng kinh là khẩu tỉnh. Ý duyên theo chữ mình tụng là ý tịnh, mặc dù có thể không hiểu nghĩa. Nhưng mà đó là cái đạo lý chúng ta kết duyên. Mình đi đến chùa, mình cúng dường, mình nói con kết duyên với Tam Bảo. Để làm chi? Không đời nào mình mất duyên với Tam Bảo. Mình có thể lễ Phật dễ rồi, lễ Pháp dễ rồi, giờ lễ Tăng lễ làm sao? Đại Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách thực tập kết duyên với Tăng của Pháp Hòa nha. Khi nghe một tôn đức nào viên tịch, có thể mình không biết, nhưng hoặc mình đã từng biết tên nhưng mình chưa được gặp, cũng chấp tay đảnh lễ. Nghe quý ngài ở Việt Nam viên tịch, Pháp Hòa cũng hướng về quý ngài, Pháp Hòa đảnh lễ. Đời này con không đủ duyên gặp ngài, nhưng con xin được kết duyên lành với ngài. Đời kiếp nào ngài trở lại Ta Bà, con cũng được làm đệ tử, được ở trong pháp hội, được làm người đệ tử hậu học của quý ngài trong mười phương. Như vậy thì đời nào mình mất duyên với Tăng, đời nào mình mất duyên với Pháp là vì mình không khinh thường Pháp. Tất cả giáo Pháp đều có nghĩa hết, nhưng tuệ giác mình không xong. Cho nên mình thấy tụng kinh không hiểu tụng chi, có nghĩa mà tại anh không hiểu thôi. Chứ tại sao, nếu mà anh không hiểu mà anh không tụng nữa thì coi như sao? Cắt đứt. Nhưng mà mình kết duyên là để mình được gần gũi, được thân cận. Mình gặp cái người nào mình kết rồi đó, mình cũng tìm cách mình lân la vậy. Người ta đứng đâu mình đứng đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học á, lúc Pháp Hòa học high school, ngày nào mình ra đón xe bus cũng có một cô đón chung với mình. Mình lên, cổ mình xuống, cổ xuống. Mình đứng chỗ mà mình mở cái locker, cổ đi tới, đi lui, đi tới, lui. Không biết lý do. Có một ngày nọ, cổ nhờ người khác giới thiệu. Cổ dẫn tới người khác dẫn giới thiệu, nói nhỏ này nè, nó muốn quen với chú Tiểu. Mà nó không dám nói, nó dẫn tôi tới. Nhưng mà thưa đại chúng, nhưng mà tại vì cái tâm tu mình nó vững và được, cuối cùng Pháp Hòa dẫn nó đi chùa luôn. Mỗi chiều đi học về, muốn đi xe bus không, đi chung về chùa đọc kinh chung. Hồi nhỏ sớm Pháp Hòa, ai muốn buổi chiều là nguyên nhóm con nít sẽ đi chơi với nhau. Nhưng Pháp Hòa ra luật nha, tụi bay muốn đi chơi với tao
tụi bay phải tụng kinh. Chiều nay 2 giờ hẹn ở nhà tao tụng kinh. Nói tao không có áo tràng. Mày về nhà mày lấy áo dài mày mày mặc. Mày đưa con gái trong xóm á, áo xanh, áo đỏ, áo trắng, áo vàng, áo dài không à, mặc lên tụng kinh. Tụng rồi tối á, thay vì đi chơi phải không, tối nay bận đi đám rồi. Đi đám không? Thay vì nãy mình nói hồi chiều hứa đi chơi, chiều vẫn đi đám. Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại, mấy chục năm sau gặp lại còn nhắc á, nó tụi tôi nhớ hồi nhỏ đó là mỗi lần muốn đi chơi với ông á là ông biểu là phải đi tụng kinh. Nhưng mình mới đầu mình kêu đi đám nó ngán lắm, nó chiều đi chơi. Nhưng mà mình biết trong bụng là chiều nay tao có đám. Có cái thầy đó, thầy đi tụng kinh đám tang. Rồi cái có cái cô đó tụng cho cái gia đình đó, ông chồng mới mất. Thì cổ tụng đâu được mấy thất à, cái cổ mới tỏ tình. Cổ nói giờ con thấy thầy cũng được quá, hiền lành quá, thôi thầy cưới con đi. Thì bây giờ cái ông thầy á, ổng nghe vậy cái ông nói bây giờ cô chồng mới mất chưa được 49 ngày, tôi cưới cô liền tôi cũng khó sống. Mà hàng xóm người ta nói kỳ lắm, thôi cô ráng đi, xong 49 ngày rồi mình tính. Thì ổng cũng tới cũng bảy thất đủ vậy đó. Cái xong hết 49 ngày cái cổ nhắc, cổ nói thầy ơi bữa nay ngày thứ 50 rồi. Ông nói không được đâu, mới có 50 ngày à, thôi ráng 100 ngày đi. Cái cổ ráng tới 100 ngày, ráng 100 ngày cái cổ nhắc nữa, cổ nói chưa được đâu, năm đi. Tại vì Việt Nam mình một năm kêu là tiểu tường, chưa kêu là dỗ nha. Một năm đầu chưa không muốn gọi dỗ, một năm đầu gọi là tiểu tường. Xong năm đầu rồi cái cổ nhắc lại cái thầy, ổng nói không, ráng 2 năm. Tại vì vợ để tang cho chồng cho trọn 2 năm gọi là đại tường. Mình để tang trọn 2 năm nhưng mà thật là 3 năm. Tại vì năm mất là tính năm rồi, cộng thêm 2 năm tới thôi. Cho nên Việt Nam kêu là đại tường mãn tang. Xong mãn tang rồi thì 2 năm trời đó cổ đi chùa, cổ tụng kinh, cổ nghe pháp, qua tới hết mãn tang rồi. Ông nói giờ sao, cô nói không, giờ con muốn là Phật tử thôi. Vì hiểu chỗ đó không? Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Cô này cổ đến với thầy do tâm dục, tâm tình cảm, tâm luyến ái. Nhưng mà thầy nhận thức, thầy nhận thức rất rõ đây là một mối phiền não. Nhưng mà nếu mà thầy chống lại liền, thầy không hóa giải được. Mình phải ôm cái đó rồi từ từ mình hóa. Cho nên ông thầy ông bày mưu. Ông bày mưu là ông nói như vậy, nếu như mà cổ vừa tỏ tình mà ông thầy nói cổ đạ mạng thì bắt đầu từ cái yêu nó sanh cái hận. I-E-U yêu H-E-H-E hận, ba chữ à. Yêu cũng ba chữ, hận cũng ba chữ. Cho nên ông thầy, bởi vì vừa nói như vậy á, quý vị sẽ thấy rằng á, người có tu tập, có cái tri kiến, có cái kham nhẫn, có cái nhận thức, có cái bình tĩnh, có trí tuệ. Mình không tu thôi, tu là mấy cái đó nó lên. Thay vì tham nó lên, sân nó lên, si nó lên, mạng lên, nghi lên, nhưng tu thì mấy cái đó nó ngủ, cái khác lên, an tịnh nó lên, tĩnh lặng nó lên, trí tuệ nó lên, kham nhẫn nó có. Cho nên ông thầy cũng kham nhẫn, nhưng mà nếu như mà thầy chống lại liền, thầy nói cô người nữ không có đàng hoàng, có phải là cổ sanh hận không? Từ cái hận đó cổ sẽ không đến với thầy. Rồi có thể cổ sẽ thương một người nào khác, nhưng một người đời thì cổ đến thì người ta nhận thôi. Rồi chồng chất khổ đau từ cái chuyện thầy không biết tiếp độ cô, không có hóa giải được cho cô, để cho cô phải đi xa như vậy. Mà cuộc sống mà hễ con người mà họ không được cái này, họ phải gầy cái khác. Hoặc là họ gầy cái khác để làm gì?
để trả thù, để rửa hận, để làm gọi là không mất mặt họ. Cho nên thầy có cái cách của thầy. Thầy nói 49 nha, qua tới 100 ngày, 1 năm, 2 năm sau đó cổ từ chối. Cổ nói thôi, sau 2 năm tu tập tất cả con thấy rõ rồi, phải không? Tình cảm vợ chồng cũng chỉ vậy thôi. Thôi thì con giữ như vậy để tu tập, để nuôi con. Như vậy thầy mới có công đức trọn. Như vậy thầy mãn nguyện rồi. Ở trong những cái tiểu, những cái sử của Đức Quan Âm á, có kể một cái tiền kiếp của Đức Quan Âm. Thì cái Đức Quan Âm á, có một kiếp nọ đó, ngài là một cô gái đẹp mà trong xóm ai cũng thương hết. Trong cái xóm ai cũng thương cô đó hết á. Thì bây giờ người nào cũng tới cầu hôn cổ hết á, thì làm sao mà một mình cổ mà chấp nhận hết tất cả những người nam trong xóm. Cổ mới nói bây giờ á, tôi có mình à, làm sao tôi có thể lấy nhiều chồng được, mặc dù tôi biết ai cũng thương tôi. Thôi bây giờ mọi người ráng học thuộc chú Đại Bi, ai thuộc chú Đại Bi tôi nhận làm chồng. Trời, mấy chú về học Đại Bi ráo riết luôn, học đi cưới vợ. Xong rồi cái cuối cùng từ 10 ông mà còn ra 7 ông thuộc chú Đại Bi. Ông nói trời, không lẽ mình tôi lấy 7 ông. Thôi giờ 7 ông còn lại nè là thí sinh vào vòng kế. 7 ông này ai thuộc Bát Nhã Tâm Kinh tôi nhận làm chồng. Rồi học Bát Nhã Tâm Kinh rớt, còn 2 ông, còn 5 ông. Mà cứ như vậy, cứ như vậy, cuối cùng các ông học kinh, nghe pháp, hiểu đạo, ông nào cũng tu hết. Mấy ông tu thì bác khỏe. Trong tất cả những cái hạnh nguyện á, đã là hạnh nguyện của Bồ Tát, làm việc của Bồ Tát, thì chúng ta biết nguyện chuyển. Cho nên á, việc làm chúng ta đừng phải làm hết lòng, nhưng trong cái hết lòng đó nó phải cộng, nó phải plus với cái tâm tùy thuận, tùy duyên. Đó. Thưa đại chúng, sáng nay buổi lễ nè, không? Rồi chiều nay cúng thí nè. Tất cả những cái đó đầu tiên nó không có nằm trong chương trình. Nhưng chiều hôm qua ngồi nói chuyện với sư cô trụ trì thì Pháp Hòa cũng chia sẻ, rồi mình add thêm một vài điều để cho nhân đại chúng đông đảo, không? Chư Tăng, Quý Ni đầy đủ, đại chúng đông đảo, mình nhờ năng lực của đại chúng, mỗi người một tiếng niệm Phật làm cho ấm cúng đạo tràng. Mình nguyên tắc là vậy, nhưng nếu chúng ta có nhận diện, chúng ta có cái định tĩnh, chúng ta plus thêm, cộng thêm những cái bonus mà nó cũng ở trong phạm vi đó thôi, nhưng mà chúng ta không làm cái gì nó xa ra. Phiền não á, là những cái điều chúng ta không có bằng lòng, chúng ta không có thích nó, chứ nó không lạ gì hết á. Thí dụ như giờ cái chuông để đây mà mình không thích nó để đây là tại nó cản trở, thì cái chuông này trở thành phiền não của mình, trở thành một cái chướng ngại của mình. Chứ thủy chung bản chất nó không hề có chướng ngại và phiền não. Mỗi người chúng ta xung quanh này không ai là chướng ngại của ai hết, nhưng tại vì mình không bằng lòng với cái cách của họ, với cái kiểu của họ, thì họ trở thành ra cái chướng ngại của mình. Cho nên cái nhận thức là một phần giúp cho ta giảm đi cái phiền não. Mình nhận thức sự việc thì chúng ta không đến nỗi. Cho nên tập thấy ai làm gì khoan lên án, khoan phê bình, mà chúng ta cần nhận thức cho kỹ. Nhận thức cho kỹ sự việc, thí dụ mình vẫn chưa biết vấn đề gì, nhưng không hề liên hệ thì liên quan gì tới mình cũng không nói. Tại vì mình nói mà việc không phải việc của mình thì có phải là mình tạo thêm nghiệp không, thêm lỗi không? Đó. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà ông Khổng Tử với nồi cơm không? Đức Khổng Tử mà thấy nhan hồi mà để cơm vô miệng ăn, khi nhìn xuống bếp thấy vậy thì nghĩ là người đệ tử của mình đã vô lễ ăn cơm trước mình. Ngài chỉ đứng ở trên nhìn xuống mà buồn. Đến khi giờ ăn cơm, mời nhan hồi ăn, nhan hồi chắp tay xin lỗi: hồi nãy trong khi nấu cơm con lỡ làm rớt một ít cơm ra ngoài,
Nhưng con nghĩ vào cái thời buổi khó khăn, cơm gạo thiếu thốn, mà nếu con đem cái nắm cơm rớt ra ngoài đó mà con bỏ thùng rác thì phí quá, phí quá. Cho nên con đã chùi sạch cái hạt cơm đó rồi con ăn. Thì giờ con xin lỗi thầy và mấy huynh đệ, con đã phạm cái lỗi ăn trước. Mà lý do con ăn trước là vì cơm nó rớt ra ngoài, con không muốn phí. Đức Khổng Tử nghe xong vỗ đầu: nếu mà ngươi không nói điều ra, xém chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Người thầy mà nói như vậy, nghĩa là một bậc thầy á, cũng có nhiều lúc mình nhìn sai, nhưng cũng không có vì cái tự ái mà không dám nhận mình sai. Cho nên có nhiều khi á, mình biết sai mình không nhận, nó cũng là cái lý do mà làm cho phiền não trong nhà nó cũng có. Tại mình tự ái, mình tự cao, mình nghĩ rằng mình không bao giờ có lỗi, mà giờ mình lỡ hớ rồi, mình im luôn. Mà đôi khi người ta chỉ cần một lời nhận lỗi, một lời xin lỗi, hoặc là mình có nhận lỗi thì mình tự mình chữa, người ta vẫn nhận ra rằng mình có nhận thức cái lỗi của mình, rồi từ từ mình sửa sai để sự việc nó không trở nên quá đáng. Đó là một cái phương pháp giúp, đó là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta giảm đi cái phiền não trong đời sống hàng ngày, ngoài cái chuyện chúng ta có tri kiến hiểu biết. Mình biết vô thường để mình chấp nhận sự việc. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó: biết vô thường để sống thường. Mình sống bình thường là mình an ổn, vì cuộc đời này không có gì nó thường hết á. Chỉ mà tất cả các pháp nó đều phải đi qua vô thường và biến đổi. Hôm có một nhiều người bệnh cũng buồn lắm, nghe tin mình bệnh thì sẽ rất buồn. Và cái lời an ủi Pháp Hòa thường nói: thôi bây giờ mình phải thấy rằng mình như một chiếc xe cũ đi được 50 năm, 60 năm mà chưa bao giờ thay nhớt, chưa bao giờ tune up chiếc xe này. Thôi bây giờ cơ hội để cho bác sĩ ta chụp đầu, chụp gối, thử máu, chạy điện. Không phải thay nhớt là cái gì đó, không phải mà đi tìm những cái body parts, phải không, để mà chữa trị, còn hơn là không biết gì hết, nửa đường đang đi nó banh xe luôn, hư luôn còn khổ hơn. Còn bây giờ nó có signal, cái đèn nó flash lên, lái xe mà đèn nó flash lên nó báo cho anh biết có một cái body part nào hư, may quá, lập tức vô chữa liền. Cho nên trong cái rủi chúng ta vẫn còn thấy được cái may ở trong đó. Mà nếu như mình nói cho cùng là khi chúng ta nhận diện được những gì bất trắc trong cuộc sống của mình, đó là cái phước. Chỉ sợ là nó bất trắc mà chúng ta vẫn không biết. Khổ mà chúng ta biết mình khổ là mình có phước rồi đó. Không biết có cái phước là biết mình đang khổ, đang bệnh, để ít nhất cũng tìm và chấp nhận được phương thuốc. Còn không thì mình không chấp nhận thuốc. Tri thức rất cần, phòng hộ cũng rất cần, kham nhẫn cũng rất cần, tránh né cũng rất cần, trừ diệt cũng rất cần, tức là nhận diện đó. Và cuối cùng là chúng ta tu tập. Rồi đó, bây giờ tất cả những cái nãy nói đó không có gì qua tu hết. Mà nhưng tu là nghĩa là gì? Nghĩa là mình biết tiếp nhận mọi pháp, rồi để cho các pháp đó nó nhẹ nhàng. Có những sự việc chúng ta có thể nói, nhưng mà có những sự việc chúng ta chỉ để cho nó nhẹ nhàng, nó đi qua. Tại vì nói là hoàn toàn không có lợi ích gì cho ai hết. Cái gì mà trong gia đình mình một người nào làm lỗi mà bây giờ mình biết rằng đó, thôi người ta đã, mình đã nhận và người ta đã im lặng, ta biết vậy rồi, thì mình cũng cứ im lặng để cho nó đi qua. Ngày hôm qua có một em, nó đang thất vọng về cuộc đời, vì nó nghĩ rằng á, nó cúng, nó thờ, nó lại, nó tụng vậy đó là nó sẽ được như điều nó muốn. Nhưng nó tụng, nó cúng, nó lại, nó làm đủ thứ mà nó vẫn không được gì hết, thì nó làm sao? Nó thất vọng. Mình đã từng bị vậy chưa? Người lớn mà còn bị đó.
tụng quá trời tụng, cúng quá trời túng, bố thí trai tăng, làm đủ thứ hết mà việc đó vẫn xảy ra. Đôi khi mình cũng nói, ủa vậy mình có thiệt sự có phước không? Bố thí có phước mà gọi là bố thí phóng sanh để hết bệnh mà sao phóng quá trời luôn mà vẫn bệnh. Mình làm quá trời mà tại sao việc nó vẫn đến? Thì khi người nhà của em đó, dẫn em lên và nhờ Pháp Hòa nói chuyện với em, Pháp Hòa từ chối và không nói. Pháp Hòa nói như vậy: em nó còn nhỏ và do mình hồi đó mình nói với nó, con làm cái này đi, con làm cái đi, con làm cái đi, cái Phật phù hộ con, Phật cho con, Phật cho. Cái nó làm quá trời làm luôn, nó không được gì hết thì nó thất vọng là phải rồi. Người lớn mà còn thất vọng tràn trề nữa chứ đừng nói nó. Nhưng mà cô càng biểu ai tới nói với nó, mà Pháp Hòa hiểu lắm. Pháp Hòa nói Pháp Hòa rất thông cảm cô, tại vì đây là cái lòng của người cha, người mẹ. Ai cũng muốn tìm phương pháp cứu con mình. Nhưng cô đừng làm. Cô càng làm thì cũng giống như cái sợi dây mà nó đã một nùi, nó siết thêm. Nó đã không thích rồi, nó đã thất vọng rồi, nó đã đang ghét rồi, mà mình biểu mấy người này xuất hiện trước mặt nó hoài thì có phải mình siết nó thêm thôi. Bây giờ cô cứ thả lỏng vậy đi. Mỗi ngày cô cứ thương nó, cô chăm sóc cho nó. Mọi việc trong gia đình cứ bình thường, mình cứ bày tỏ tất cả tình thương cho nó và sự lo lắng cho nó. Nó dần nó lớn lên. Khi nó lớn lên nó hiểu được chân lý rồi. Nó hiểu được chân lý rằng trong cuộc đời này cái gì cũng phải biến đổi. Chính bản thân nó từ một đứa con nít thì mới thay, nhờ cái vô thường thay đổi nó mới lớn lên. Thì cái vô thường thay đổi đến với ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, đối với cha, với mẹ là chuyện bình thường. Nó lớn rồi nó tự nó hiểu chết là gì, khổ là chi, thất tình là gì. Có bao giờ mình nói với một đứa con nít là ông nội con chết không? Mình toàn nói dốc không à? Ông nội con lên trời rồi, ông nội con đi xa rồi, ông nội con bận rồi. Mình đâu, mình bị mình nghĩ rằng nó không biết chết là gì, nói nó làm chi, nó không hiểu. Nhưng khi nó 15, 16 tuổi, mình có cần nói gì nữa không? Nó tự nó hiểu. Cho nên trong cuộc đời này á, nhiều khi có những cái niềm đau nỗi khổ không nói. Tại vì mình biết mình càng nói người ta sẽ càng siết hơn, là vì bây giờ cái tâm của người ta nó đầy rồi. Mình đổ cái gì vô nó cũng tràn ra hết. Thôi để cho nó tự nó rung, nó sét, rồi cái nó đi xuống, rồi từ 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 nó thấm. Trái cây mà nó chín trên cây lúc nào vẫn ngon hơn là một trái mà mình cứ hái rồi mình tìm cách mình vú cho nó chín. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy. Mình phải mà biết, rất thông cảm, rất trân quý tình thương của cha mẹ, của ông bà, của con cháu, của người thân đối với người thân. Nhưng mà có những trường hợp tại sao đem lên Pháp Hòa không nói, biểu Pháp Hòa nói Pháp Hòa không nói. Có nhiều người người ta bị mất con, con người ta mất, rồi Pháp Hòa tới cái thầy ông này nè, chị này nè, mất con á, thầy khuyên đi. Rồi buồn hoài à. Pháp Hòa nói tại kim chưa chích tới mình mới vậy chứ, kim chích tới mình cũng vậy thôi à. Mình đủ sáng suốt để khuyên một người, nhưng mà khi việc đó đến mình, chưa chắc mình đủ sáng suốt để vượt qua. Nhiều khi á, mình thấy người ta vậy mà người ta vững hơn mình đó. Người ta vậy đó mà ta còn sống tới giờ này á, còn mình không biết làm sao nữa đó. Đó, chưa tới mình chưa biết đâu. Chứ mà nói không khuyên gì nữa hết. Đạo lý vô thường sống chết người ta dư biết rồi. Cái người ta cần bây giờ là cái gì? Thời gian. Thời gian mới cho người ta nguôi ngoai, mới nhẹ nhàng được. Vừa rồi có cái cặp vợ chồng đó còn trẻ lắm, có một đứa con trai duy nhất, mới có 16 tuổi, đụng cái nó chết. Trời ơi, nó đẹp trai, nó học giỏi, nó ngoan hiền. Thì quý vị tưởng tượng cha mẹ nó thấu địa đau tới cỡ nào. Trong suốt thời gian tang lễ và mỗi tuần nó lên chùa, mỗi lần gặp hai vợ chồng, Pháp Hòa không nói gì hết, nắm tay,
ôm chồng vuốt ve. Nhiều khi cái tâm tình của mình nó cũng thay một lời nói. 3 tháng sau, 6 tháng sau, Phá Hoà gặp Phá Hoà, bữa nay có đỡ không? Nó nói dạ tụi con đỡ rồi, sau 6 tháng đi làm lại được rồi. Nhiều khi không phải mình nói rỉ rả bên tai người ta mà mình kêu là mình cứu khổ đâu. Mình cho nên cái chỗ độ sanh đó, nó tùy duyên nhiều lắm, nó tùy thuận dữ lắm. Mà mình không có cái tâm nhu nhuyến tùy thuận đó, mình khó giáo hóa. Có những người người ta cần sự im lặng hơn là mình cứ nói lai rai bên tai người ta. Có nhiều người ta không có cần gì, người ta chỉ cần biết là mình hiểu người ta, và thậm chí chỉ cần cho người ta khóc thôi. Cho nên Pháp Hòa mà đi đám đó, nhất là những cái người mà ta sắp mất mà con cái người ta khóc đó, Pháp Hòa cho khóc thoải mái, nhưng không được rên nha. Có nhiều người không cho khóc, đừng khóc, đừng khóc, bà đi không được. Trời đất ơi, cha người ta sắp chết mà biểu đừng khóc, chồng người ta bệnh sắp mất mà biểu đừng khóc. Chỉ có điều là mình đừng có rên thôi, tại vì cái tiếng rên của mình làm động tâm người mất. Còn cái emotional, emotional là gì? Cái cảm xúc của mình làm sao tránh được, làm sao tránh được. Người dưng đây nè, mình thấy người dưng đi đường mà mình còn khóc, huống chi là người thân của mình. Cái chuyện khóc là chuyện bình thường, mình nhỏ những giọt nước mắt buồn khi phải xa người thân mình. Nhiều khi mình vui quá mình cũng khóc vậy. Mấy ngày nay Phật tử gặp Phú Hòa khóc quá trời luôn, mà em có chọc ghẹo gì đâu. Khóc đó là gì? Là vui thôi. Hồi nãy còn có một cô chụp hình xong biểu và nhéo coi có phải thiệt không. Thầy con không nghĩ là con được gặp thầy, bây giờ con được gặp thầy rồi, chụp xong cái hình thầy rờ thầy nhéo nhéo con thôi. Có nhiều vị còn nói đâu thầy gõ đầu con thử, con đang mơ hay con đang tỉnh. Nó rất tiếc không có cây búa ở đây, gõ mang tiếng. Cho nên thưa đại chúng là có những cái việc trong cuộc đời mình phải nhận thức. Nhận thức, có nhiều khi mình offer mình giúp người ta, nhưng mình không nhận thức là mình phải giúp cách nào. Càng offer, càng tới người ta từ chối lại giận. Thay vì nãy thương á, tôi thương quá tôi muốn giúp thế này thế kia, nhưng mà rồi người ta từ chối là bởi vì mình chưa thông cảm cho người ta, mình chưa nhận thức được người ta sẽ cần mình giúp ở phương diện nào. Cho nên không phải làm hiểm, nhưng mà tùy việc. Có những đứa nhỏ nó không thích cái việc đó mà mình cứ ép nó vô làm. Mình nhìn mình biết chứ, mình nhìn mình biết chứ. Nhưng mà cho nên những lúc trước mặt ba má nó, Phật thấy ba má nó ép nó kiểu này kiểu kia vậy, đợi khi nào không có ai, Phật tới ngồi gần nói chuyện với nó, để cho nó một phần nào nó nhẹ nhàng, một phần nào nó thông cảm. Nhiều khi nó không được nhẹ nhàng mà nó cũng không thảm, tại sao ba má nó làm cái điều đó cho nó. Cho nên Phật dạy chúng ta cái phương pháp cuối cùng là chúng ta phải tu tập. Tu tập không phải là mình gõ chuông gõ mõ làm cái gì ghê gớm đâu. Tu tập là mình đủ cái tuệ, cái từ. Từ bi thì ai cũng có, nhưng mà giống như mình thương vậy đó, thương thì ai cũng có, nhưng mà giờ quan trọng là có biết thương không. Mình có thương mà phải biết thương thì cái thương của mình nó không làm người khác bị thương, và người khác sẽ không khổ đau vì cái cách thương của mình. Rồi mình càng bực bội, mình nói coi đó, tôi thương mà nó làm vậy đó. Rồi cái mình cứ leo thang, mình làm khổ nhau. Một người thì phải cắn răng chịu để cho mình thương, mình nó thì phải cắn răng lết tới thương. Rồi cuối cùng họ chịu không nói, họ trả đũa lại, mình bị tổn thương. Tại vì mình nói tôi rất là thất vọng, tôi rất là tổn thương, tại vì tôi làm như vậy mà người đó thế này thế kia. Rồi cuối cùng cả hai vô nhà thương. Tại vì một người bị thương, một người tổn thương. Vì chúng ta không có đủ cái năng lực tu tập. Thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, tu tập
nghĩa là bây giờ bắt đầu chúng ta trở lại, chúng ta nghe pháp, chúng ta tịnh tâm mỗi ngày, tụng kinh cũng được, lại Phật cũng được, sám hối cũng được, bất cứ cái hình thức nào. Mỗi ngày đại chúng chỉ cần làm 15-20 phút, ai giỏi thì 30 phút. Quý vị cứ làm đều đặn đi, sám hối lại Phật mỗi ngày đều đặn. Thí dụ mỗi ngày mình lại 35 lại trong hồng danh bảo sám á, lại từ Thích Ca Mâu Ni, lại dài cho xuống cho tới pháp giới tàng thân A Di Đà Phật 35 lại. Lại xong rồi tự mình quỳ xuống, mình đọc những cái bài kinh ngắn gì theo mình thích trong quyển kinh đó, giữ đều đặn thời khóa. Rồi hoặc là mỗi ngày mình ngồi thiền 15 phút, sáng 15 phút, chiều 15 phút. Một thời gian sau, quý vị sẽ thấy cái tâm của mình nó lắng xuống, cũng giống như cái tấm gương đã bị nhiều lớp bụi. Bây giờ mỗi ngày mình đi ngang mình quẹt một cái, mỗi ngày mình chùi 15 phút, chưa sạch phải không, để đó, mai chùi 15 phút, bảo đảm một ngày nào đó tấm gương dày bụi cũng phải sao, cũng phải sáng, cũng phải sạch ra. Tại vì bản chất của tấm gương là sáng, chẳng qua là nhiều lớp bụi lên thôi. Cho nên làm điều thiện nó giống như cỏ mọc trong công viên, chúng ta không thấy nó mọc nhưng mà nó lớn khi nào không hay, phải không? Còn làm điều xấu cũng giống như mài dao trên cái tảng, cái cục đá mài vậy đó. Tưởng chừng như cục đá sẽ không mòn, nhưng một ngày nào đó đá nó sẽ mòn. Trong Minh Tâm Bảo Giám có dạy câu đó vậy đó. Làm thiện như cỏ trong công viên, không thấy nó, không thấy nó mọc, vậy mà nó mọc lúc nào mình không hay. Làm ác như mài dao trên cái cục đá, tưởng chừng đá không mòn mà rốt cuộc nó cũng mòn. Nghĩa là mình tự hào, tự đắc, không ai biết, phước mình không giảm, dày như cục đá, mình nghĩ dao nó mới mòn, nhưng mà sẽ có ngày cục đá nó cũng sẽ mòn, do mình ỷ lại cái chuyện làm ác của mình. Và cái điều thiện mình coi nó nhỏ nhất, nhưng mà cứ làm đi, tại vì làm mỗi ngày thì tự động nó sẽ thành tựu. Thì trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật không phải là một vị thần thánh cho mình gì hết, nhưng mà Phật là một người thầy có khả năng cung ứng cho mình những phương thức, những phương thức để chúng ta có thể làm cho cuộc sống mình an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn. Cái bước chân của mình đi nó có nhẹ nhàng hay không là tùy theo cái lòng của mình. Lòng mình mà buồn bã, bước chân nó nặng nề lắm. Chiều một mình qua phố thường âm thầm nhớ nhớ vậy đó, không bước chân nó nặng lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng rồi đó, thì đi đâu chỗ nào mình cũng rất thông dong và tự tại. Cho nên á, làm sao tâm mình được cái nhẹ nhàng, đâu phải một ngày một bữa làm được đâu, phải có cái huân tập. Cho nên nhà Phật dùng chữ huân tu. Huân là gì? Gom lại. Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mong huân. Cái bình hương mình thắp lên, khói nó xông lên, nó tản ra. Lư hương xạ nhiệt mà, khói bay lên. Nhưng mà bây giờ pháp giới này sẽ gom lại. Để làm gì? Tất cả mây đó kết lại thành một cái gì? Một cái tường vân. Khi mình nhìn lên đó, tường vân đó, mình sẽ thấy chư Phật hiện toàn thân. Tại sao bây giờ thấy mây mà thành Phật? Tâm mình an lạc rồi thì một đám mây mình vẫn thấy biểu tượng của Phật. Tâm mình thảnh thơi rồi, một lá rơi xuống mình vẫn thấy pháp. Cái bài hát hồi nãy đó, Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Chiếc lá nó rơi cũng là biểu lộ của pháp, tại vì nó thể hiện được vô thường, nói lên một bài học cho mình biết. Và một bài học tương sinh, lá nó rơi xuống, nó rã ra trong lòng đất, rồi nó nuôi lại cây to. Có một buổi chiều Pháp Hòa đi thiền hành, Pháp Hòa thấy một chiếc lá nó rơi xuống trong mùa thu. Pháp Hòa làm bốn câu: kìa, chiếc lá vừa rơi, bay đẹp một phương trời,
lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Trong một bài thơ khác, một bài thơ dài khác của Hòa Làm, trong đó có hai câu cuối: à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Sống để mà chơi, ăn chơi, gặp nhau chỉ làm gì đó, ngồi đây chơi, uống nước trà chơi, ở dưới miền Tây kêu ăn cơm chưa, ngồi đây ăn ba hộp chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi. À thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Mọi việc nó nhẹ như vậy. Có những người người ta thông dong, như thiền sư Viên Minh, nhìn mây, kìa mây bay trên lá, trên núi, ê xuống cho thầy xem, thấy mây đang bay, biểu mây xuống đây chơi. Nhưng chân lý nó đến liền: ôi mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Thầy đang ngủ mà, việc của thầy tự tại là thầy ngủ, mây có tự tại của mây, mây cứ bay. Hồi nãy thầy muốn kêu mây xuống đây, muốn làm cái chuyện lấp đá vá trời vậy đó, kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy chơi. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Chân lý á, nó bàn bạc trong cuộc sống. Chỉ khi nào mình hiểu được cái đạo lý thì chân lý nó có mặt, đạo lý mình tiếp nhận, đạo lý mình thấy được chân lý, thì cuộc sống của mình rất có lý. Chân lý nó có, đạo lý mình nhận, sống có lý lắm. Ăn gì ngon, có lý ha. Tại mình ngon rồi đó, thấm rồi đó. Cho nên hôm nào mình suy ra được một cái đạo lý gì cho mình, gật gù. Đến nỗi mà rau bắp, rau tép mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp mà gật đầu khen ngon. Tại sao? Hạnh phúc nó có mặt rồi thì ruột bầu với rau tép nó vẫn ngon. Còn mình không có vui rồi thì cái gì nó cũng không ngon. Cho nên cái bước chân của mình nó thể hiện, ánh mắt của mình nó thể hiện. Phật có dạy trong kinh, trong cái bài đó Phật gọi là cái gì? Ngũ tướng, thấy không? Nó phát lên, nhìn năm cái phương pháp này, nó hiện lên cái tướng để mình tu tập. Người mà người ta có tu năm cái đó, nó hiện lên liền. Pháp Hòa có nói cái bài đó, quý vị muốn nghe tìm cái bài niệm lành xâm tướng đẹp. Phật dạy năm phương pháp tu cái gì, quán cái gì, nghĩ cái gì để cho cái tướng mình nó được đẹp. Thường thường á, mình mà không thích cái gì mặt mình nhìn biết liền, phải không? Cho nên nó biểu lộ liền. Thích nó cũng biểu lộ, không thích nó cũng biểu lộ. Nhưng mà cuộc đời này mà hãy mình biểu lộ cái mình vui thì mọi người ta thoải mái. Mình biểu lộ cái không vui tự nhiên người ta thấy khó chịu. Mình đến nhà người ta mà mình bước vô mình biểu lộ một cái thái độ nào đó, tự nhiên người ta khó chịu liền. Còn mình đến mình nhẹ nhàng, mình manage được. Cái chữ tiếng Anh là manage, tiếng Anh, tiếng Việt là gì? Mình điều chỉnh được, mình điều phục được cái tâm hành của mình. Đừng để cái tâm hành mình vui buồn nó bộc phát nhiều quá. Vô mua nhà mới mà vô, trời ơi đẹp quá, rờ chỗ này rờ chỗ kia, yên tâm giá không xuống đâu. Tại mình đã để cho người ta thấy được cái thích của mình về căn nhà đó quá rồi, phải không? Còn mình không thích cái gì là bắt đầu mình biểu lộ lên liền. Cho nên á, Phật dạy điều phục tâm hành. Thương cũng là một tâm hành, ghét cũng là một tâm hành, vui buồn tất cả đều là những tâm hành. Nhưng tu á, là mình đủ khả năng điều chỉnh nó. Thích cũng không để lộ cho mình biết, trời ơi thích kìa, có cái tướng ăn rồi, ăn biết tham liền. Cho hồi xưa các tổ các thầy muốn thử đệ tử mình coi coi tham cỡ nào, ngồi ăn chung.
Ông thì cũng để vô ăn rồi từ tốn, còn ông thì vừa đưa vô miếng ngon cái lấy đũa gấp miếng thứ hai, còn không thì cái gì mà mình thích đó, mình gấp, còn không có mà xới bơi. Những cái thái độ đó nó biểu lộ lên cái cách sống của mình hết, cái tâm tư của mình hết. Đó. Quý vị nhớ bảy ha: tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt, tu tập. Mình thọ cái gì để làm mình hạnh phúc thôi, an vui thôi. Đó, bây giờ ví dụ như á, thường á, Pháp Hòa thỉnh thoảng quý vị cho Pháp Hòa ăn sầu riêng, nhưng mà bây giờ cái bao tử Pháp Hòa với cái đường ruột Pháp Hòa nó không có tốt, cho nên là trước khi lên giảng là tránh né sầu riêng. Mặc dù có thể ăn sầu riêng nhưng mà ăn xong rồi lên nó khó chịu, thì thôi bây giờ mình tránh né nó trước khi mình lên giảng. Tránh né là vậy thôi, nghĩa là mình sẽ ăn hay là mình không ăn, nhưng mà không ăn không có gì khổ hết. Pháp Hòa không ăn được ba rô, dù là ba rô sống hay là ba rô phi, nhất là cái ba rô mà phi lên rồi ăn vô là nó khó chịu cả ngày. Cho nên mình tránh nó đi để mình khỏi có khó chịu vậy thôi, chứ có gì đâu. Không ăn được món này thì mình ăn món khác. Cái đường này mình đi đã từng bị lạc rồi mà tại sao cứ phải nhào vô hoài? Để rồi mỗi lần lạc cũng đâu có chết ai, nhưng mất công phải quay ra. Điều này Pháp Hòa hay dạy mấy thầy trẻ lắm. Có nhiều khi biết cái đó nó sẽ sai mà cứ làm, xong rồi nó đó, con thấy không? Bây giờ con làm xong rồi nó cũng đâu có hệ gì, nhưng mà con mất thời gian không? Con phải quay trở vô con làm lỡ, mà ngay từ đầu con làm đúng rồi nó đâu có đến cực cực. Thôi thì Pháp Hòa có chia sẻ phần cuối của cái bài này hồi sáng với đại chúng. Phật dạy chúng ta có 7 phương pháp để chúng ta giảm thiểu một phần nào những cái phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Tu tập là chỉ cần thấy là mình có bớt là mình vui. Từ đó nó cho mình một niềm tin mình đã đi đúng đường, mình đã chọn đúng pháp, mình đã tu đúng cách. Mà vì vậy cho nên ngày nay tuệ giác mình nó có, cái niềm vui của mình nó có. Cũng giống như mình đang đi trên đường vậy, chưa tới nơi nhưng mà thấy bản. Thí dụ mình đi tới Plan City, mới bắt đầu khởi hành nó nói 300 mile, điền họ nó nói 250 mile, chưa tới. Nhưng mà chính cái bản đó cho mình biết mình đi đúng đường, càng ngày mình tới càng gần, hiểu không? Tu tập là vậy đó. Đại chúng tu làm sao mà thấy mỗi ngày vui hơn, an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt chấp trước hơn là mình biết vô rồi đó. Cứ vậy mà tu tiếp. Chúc đại chúng an lạc. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Dạ. Tối qua ngủ có ngon không? Dạ. Có ai hồi hộp chẳng giấc ngủ không tròn tại nôn đi chùa không? Dạ. Sao giống em quá vậy? Hồi giờ sáng hồi tối em ngủ không được, em nôn, sáng nay được gặp đại chúng. Thưa đại chúng, sáng nay thay vì Pháp Hòa chọn một cái đề tài thì chúng ta lại có một ít câu hỏi trên bàn. Pháp Hòa nghĩ là cũng đủ, tại vì quý thầy ban tổ chức cho chúng ta có 45 phút. Bây giờ đã là 10 giờ rồi, chúng ta phải dừng trước 11 giờ để có khóa lễ chính thức. Cho nên bây giờ mình đi thẳng vào những câu hỏi, thì hy vọng là chúng ta đủ giờ để trả lời những câu hỏi. Bạch thầy, thầy cho con hỏi tu như thế nào để lên cõi trời, tu như thế nào để lên cõi Tây Phương. Nếu một người có đức tin vào Phật Pháp mà qua đời và được người nhà hộ niệm A-di-đà Phật thì người đó có được về cõi Phật không ạ? À? Sống ở đây không biết mỗi ngày đi đâu mà lo mai mốt đi đâu. Trước hết là mình biết mỗi ngày mình đi đâu không? Mỗi ngày nay mình sống và tâm hồn mình sẽ đi đâu? Nếu như một ngày đó mình sống mà mình có an lạc hạnh phúc là mình biết ngày đó mình đi cõi trời rồi đó.
Vì cõi trời là gì? Cõi trời theo mình hiểu là gì? Cõi vui sướng, cõi an lạc. Tạm hiểu vậy đi, mình chưa lên trển, không biết ở trển ăn uống làm sao. Nhưng mà mình biết rằng theo mình hiểu là cõi đó là cõi vui. Muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Bây giờ quý vị muốn mặc có mặc không? Một tủ luôn. Muốn mang giày có giày mang không? Một tủ luôn. Nhu cầu chỉ một đôi mà tham cầu là một tủ. Có người nào mà sáng ra mà hai cái chân mang hai chiếc dép không? Một đôi thôi. Mỗi lần là chỉ một đôi thôi. Đó là nhu cầu. Nhưng mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Vì đó là tham cầu. Nhưng bây giờ đứng trên phương diện này, muốn ăn có ăn, tủ lạnh không thiếu thức ăn. Muốn mặc không thiếu quần áo, mùa giày dép không thiếu. Cái gì cũng dư hết chứ không có thiếu. Không nói là đủ nữa đó. Hồi xưa là tổ dạy là đủ thôi, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình dư chứ không phải là đủ nữa. Không phải là thiếu nữa. Như vậy mình ở cõi trời chưa? Mình ở cõi trời rồi. Nhưng mà cõi trời này là hưởng phước báo tạm thời thôi. Nếu cõi trời này mà không biết là rơi rớt đọa lạc như thường. Thiên thính tịch vô âm, lấy cái lỗ tai mà nghe cõi trời không nghe tiếng được. Thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm, xa xa biết ở đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đó, người ta định nghĩa chữ trời đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn. Rốt cuộc ta trả lời mình một câu: đô thị tại nhân tâm. Nó nằm tại tâm người của mình. Trời mà lấy tiếng nghe không nghe được, xa xa mờ mờ không biết ở đâu, không cao cũng không xa. Trời không có xa, trời không có cao, trời ngay tâm hồn của mình. Nếu ngày hôm đó mình mở mắt ra, mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, mình ở cõi trời đó. Cho nên muốn tu ở cõi trời, đó là mình tu cái bằng lòng với cái mình có. Dễ tu không? Ví dụ như nói đói bụng quá mà lên trên bàn có ba món ăn, bằng lòng với ba món. Mình không cần phải nấu ăn mà có người nấu cho mình ăn mà không bằng lòng. Trời ơi, nấu vậy mà cũng nấu lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát. Rốt cuộc mình, người ta nấu suốt buổi cho mình ăn, mình chỉ có việc ăn thôi mà không bằng lòng với mình ăn nữa. Thì bây giờ mình có ở đâu giờ? Người xưa đã định nghĩa rồi. Người nào mà bằng lòng với những gì mình có, dù ở nằm ở dưới đất vẫn thấy vui. Không bằng lòng những gì mình có, dù nằm ở cõi trời vẫn không vừa ý. Không? Người mà biết đủ thì lúc nào cũng có an lạc. Cho nên tạm thời Pháp Hòa bày cho đại chúng một phương pháp sống cõi trời. Một cách để nhìn mình đang ở cõi trời là bằng lòng với những gì mình có. Và thậm chí mình nhìn coi có phải mình hơn người khác không. Hiện tại cuộc sống của mình, mặc dù mình không giàu như người ta, nhưng mình đâu có đến nỗi nghèo khổ đâu. Vẫn có xe để đi nè. Muốn đi đâu là vèo cái là tới rồi, là bay rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình muốn liên lạc với đâu, chỉ cần bấm mà Zalo, Viber, FaceTime, thấy mặt khắp cõi các nơi hết, thiên nhãn rồi chứ gì nữa. Nghe được khắp các nơi bằng cái phone là thiên nhĩ rồi chứ gì nữa. Ngày nay bây giờ livestream nè, Pháp Hòa đang ngồi đây nè, mà ai bấm cái livestream lên cả thế giới được coi hết nè, có phải mình đi dạo hết khắp các cõi chưa? Như vậy các vị ở ngồi ở cõi đó mà vẫn thấy cõi của mình. Như vậy trong kinh nói là đúng chứ đâu có sai. Chư Phật ngồi cõi này mà thấy được cõi khác. Hồi xưa mình nghe mình thấy làm gì có chuyện đó, bây giờ nó có thiệt. Phải không? Một cõi này mà thấy các cõi khác, một cõi khác mà thấy được cõi này. Như vậy không phải là các cõi được thấy nhau là thiên nhãn sao? Được nghe nhau là thiên nhĩ sao? Phải không? Được nói chuyện với nhau, được liên hệ lạc với nhau, được qua lại với nhau. Cho nên mình có thần thông hết. Đây là Pháp Hòa nói là mình nói về cái nhận diện cái cách cõi trời mà chúng ta đang sống. Còn nếu nói về phước báo, người nào tu ba nghiệp, thân, miệng, ý. Thân đừng làm ba việc: sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh,
miệng không làm bốn việc: không nói những lời dối trá, không nói những lời độc ác, chửi rủa, không nói những lời gây chia rẽ, châm chích hai đầu, không nói những lời vô ích, vô bổ cho người khác. Miệng không nói bốn điều, ý làm ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si, cộng là mười. Chúng ta gọi là thập thiện. Lấy cái thập thiện trừ cái thập ác qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Đó là cái phước của người sanh về cõi trời. Cho nên người mà muốn về cõi trời, nếu về mặt hiện tại, hãy nhận diện những gì chúng ta có trong đời này. Nói về cái mặt tu tạo phước lành, chúng ta có thể tu ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà chúng ta muốn sản sanh về đó. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái cõi mà con người không còn nhiễm ô từ đời sống cho tới tâm niệm. Cho nên ở trên đó mới nói á, cây cối cũng đều bằng vàng, chim chóc cũng hót ra những lời pháp âm, cát vàng, ao vàng, cái gì cũng cực kỳ vui sướng hết, gọi là Cực Lạc mà. Cực Lạc là cái cõi cực kỳ của hạnh phúc, của an lạc, của vui vẻ. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Cực Lạc được, nếu chúng ta phát nguyện sanh về cõi đó. Con nguyện hiện đời, con đời sống trong đời này, ăn con vẫn cứ ăn, mặc con cũng mặc, nhưng con không đắm nhiễm gì hết. Trời lạnh, có áo lạnh mặc đủ ấm là được rồi. Tại vì con biết cõi này tạm thôi, cho nên có gì tạm. Mùa đông con mặc cái áo thiệt dày cho nó ấm, chứ mùa hè con cất à. Như vậy không phải cái áo lạnh nó tạm sao? Nếu nó là thật thì phải mặc suốt bốn mùa chứ. Tại sao mùa hè mà cất, mùa đông thì sử dụng? Vậy thì cái áo lạnh nó cũng là tạm thôi. Cái tóc của mình á, mới cắt ra bắt đầu đẹp, về chừng tháng, hai tháng sau nó dài đi cắt tiếp. Rồi tới hồi đi tu cạo trọt luôn. Như vậy thì cái tóc cũng là tạm, cái mặt cũng là tạm thôi. Mình mới vừa son phấn xong chứ ăn hồi nó lem luốc phải làm lại à. Rồi thậm chí tối cũng phải chùi rửa chứ. Vì vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta làm lên, dựng nó lên mà bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tối về cũng phải rửa chùi. Vậy thì cho ý nghĩa là cái đẹp mà chúng ta có đây sáng chiều là xong. Nhắc nhở mình làm đẹp không có sai, nhưng nếu cái làm đẹp đó thêm một cái ý nghĩa, thêm một sự chánh niệm, thêm một sự tu tập, thì làm đẹp này vừa đẹp mà vừa tu. Sáng ra con làm đẹp, chiều tối con phải rửa, để con ý thức được rằng cái gì mà chúng ta trét lên, trôi lên, nó chỉ là tạm và cái bề ngoài thôi. Tối về nhìn mình mới chân thật, bất hư. Nó xanh dờn, nó trắng nhách, nó làm sao đó, là đây là chân thật của mình đó. Còn sáng ra nó đỏ đỏ xanh xanh, chỉ là cho em nhỏ nó vui thôi, cho nó tạm cõi thôi. Hiểu được như vậy, mình làm đẹp mà có tu tập. Mới hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, Cực Lạc không phải chỉ ở phương Tây. Bất cứ cõi nào chúng ta có niềm vui đều là Cực Lạc hết. Nhưng mà trong Phật giáo á, đưa ra hai cái hướng. Phương Đông là mặt trời mọc, là Phật Dược Sư. Cho nên đầu năm muốn cầu an, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn Dược Sư, hướng về Đức Phật ở phương Đông. Nhưng khi mình nói đến cái chỗ tĩnh lặng trở về, hướng về Đức Phật phương Tây là Phật Di Đà, nơi mặt trời lặn. Như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta có hai hướng để hướng tâm. Sáng thì hướng phương Đông, chiều hướng phương Tây. Đời người cũng thế. Mình mở mắt ra, mình làm việc, mình hành xử, nhưng đừng quên chiều tối lại phải nhắm mắt để trở về với chính mình. Cho nên buổi chiều phương Tây còn tượng trưng cho trở về với chính mình, để quán chiếu trở lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, để có được sự tĩnh lặng của một khi chúng ta cuối đời.
Bình thường lúc mình còn khỏe đó, cái gì mình cũng nói được hết á, cái gì mình cũng làm á, thậm chí gần như mình bất cần đời mà chẳng cần ai. Nhưng cuối đời ngồi chỗ đó kiếm một người tới thăm không có. Tại vì lúc sống mình đã thể hiện tôi chẳng cần ai, và tôi nói tôi không cần ngại ngùng, sống bất chấp. Thì như vậy có phải là chúng ta chỉ quên hướng về mình buổi chiều không? Cho nên thỉnh thoảng mà có đi vào bệnh viện, vô nhà dưỡng lão mà thăm người già đó, thật ra chúng ta đi thăm một vòng vậy đó cũng để nhắc nhở mình đó. Rồi một ngày chiều nào đó, thấy không, mình sẽ ngồi ở đây cũng cô đơn lặng lẽ như thế này, không ai thăm. Để làm gì? Để mình sống đẹp, sống dễ thương khi mình còn tỉnh, còn khỏe, còn nói được. Hãy gieo cái hạt giống đó, để rồi chiều về còn có quả để hưởng. Cho nên muốn được người ta thương khi mình còn sống dễ dãi, muốn chết dễ, sống phải dễ, còn sống khó khăn, chết cũng khó khăn. Vì nhân sao thì quá vậy. Mình muốn mọi người tốt với mình thì mình tốt với mọi người. Cho nên cõi trời và cực lạc không có hai. Chỉ quan trọng là mình cái chỗ tạo nghiệp của mình. Muốn thì ai cũng được, muốn đó. Nhưng mà tới được hay không là tùy vào cái sự huân tập của mình. Cũng giống như mình nói tôi muốn đi du lịch mà không để dành tiền. Có nhiều xài hết nhiều, mà thậm chí còn tuyên bố nữa, kệ xả láng sáng về sớm. Thì đời nào có thể đi du lịch được không? Cho nên muốn cõi nào cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng là chỗ tạo của chúng ta. Đức Phật nói giống như một cái cây mà nó nghiêng vậy đó. Hễ nó đã nghiêng về trái, khi chúng ta cưa nó đi, nó sẽ ngã về bên trái. Nếu đã nghiêng về phải, chúng ta cưa nó đi, nó sẽ nghiêng về phải. Hằng ngày tâm thức chúng ta hướng về đâu thì khi chúng ta ra đi thì cái đó nó sẽ hướng về đó. Cho nên quý vị phải vào ví dụ nè. Lâu lâu quý vị đi du lịch, đi qua các tiểu bang khác, đi vòng thế nào cũng hỏi à, ở đây có chùa không? Đi chơi nhưng mình vẫn muốn tấp vô chùa lại Phật một cái. Như vậy là mình biết là tâm mình tốt rồi đó, mình có hướng chùa rồi đó. Cũng giống như ăn thức ăn Mỹ xong hỏi ở đây có nhà hàng Việt Nam không? Ở đây có quán phở nào ngon không? Thí dụ vậy, tức là cái tâm mình hướng. Như vậy thì mình muốn đi đâu cũng được. Cái tâm mình nghĩ về cái gì, hướng về cái gì, sống với cái nghiệp nào. Cái đó Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày. Để chúng ta, nếu cái đó nó cực kỳ là mạnh, thì chúng ta khi mất đi, chúng ta sẽ đi theo cái sự tái sanh của cực trọng nghiệp. Nếu hằng ngày mình cực kỳ hướng Phật, đừng lo, dù không ai niệm Phật cho mình, mình vẫn đi về cái cõi lành. Tại vì trong tâm mình đã cực kỳ thiện. Mình sống và mình chết, mình tái sinh theo cái cực trọng nghiệp của mình, do mình tích lũy nghiệp. Còn ví dụ như lỡ mà mình bị cái gì đó thiện được suốt đời mà cuối cùng sân hận một điều gì đó, đó là gì? Đó là cận tử nghiệp. Cái nghiệp cuối đời mình nổi sân lên một cái giây phút đó. Đại ý là vậy. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, Cũ Huyền bên chồng và bên con thờ chung nhà có được không? Hai người còn muốn sống chung, huống chi ông bà. Thưa đại chúng, khi chúng ta gọi là cửu huyền thất tổ, không có phân biệt, chúng ta nên lập một bàn thờ chung, một bát hương thôi, mà chúng ta thờ cả bên vợ bên chồng, không có phân biệt bên này vợ bên này chồng, rồi thậm chí làm hai cái lư hương. Thật sự quý vị có thờ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta thờ đơn giản gọn mà lấy ý, thì trong đó có cả cửu huyền thất tổ. Cửu huyền là gì? Chính đời, quá khứ. Còn nếu nói thất tổ là chung nè, ông cố, ông nội, cha mình, con mình, cháu mình, chắc mình, đó là thất tổ đó. Tính từ ông cố trở xuống, ông cố mình, ba mình, rồi mình là ba đời rồi, con mình là bốn đời, cháu mình là năm đời, cháu nội, cháu chắc, cháu chích. Thì như vậy thì bảy đời là ông cố,
ông nội, ba, mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Như vậy nội cái chữ thất tổ là đã đủ bảy đời trong đó rồi. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thờ đó không phải để phân biệt bên nào là bên nào, mà thờ đó như là cái gốc rễ để cho các con, các cháu nó hướng về, nó bám gốc, bám rễ, nó biết rằng nó không có phải là sống mà không có nguồn, có cội. Cái ý nghĩa quan trọng mình thờ bằng thờ ông bà là để cho con cái đừng quên cội nguồn, chứ không phải phân biệt ông nào với bà nào. Ông nào rồi cũng chết chắc hết, bà nào rồi cũng chắc chết. Hở hở là chắc chết. Đừng có lo chuyện chắc chết, vì học trên đời này không có gì chắc hết đó. Chỉ có chết là chắc thôi. Chứ mình thờ ông bà đó là để làm gì? Để cho con cháu hướng tâm. Và đã đến lúc quý vị cần làm một con album. Ngày xưa là làm gia phả. Gia phả không có hình, tên, sanh năm nào, con của ai. Bây giờ mình có hình, tại sao mình không làm? Làm một cuốn album. Ông bà cố tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Ông bà nội, hình ảnh đầy đủ để lại cho các con. Chuẩn bị cuốn album đó. Là bởi vì hết đời mình, ai nói cho nó nghe? Ông này là ai? Tên gì? Sanh năm nào, mất ngày nào? Mình không quan tâm chuyện đó. Lịch nhà nào cũng đầy hết. Bữa nay làm 8 tiếng, mai làm 7 tiếng để chi lấy lương. Nhà nào cũng có một cuốn sổ tính lương với hãng hết, mà thiếu một cuốn gia phả để các con bám vào cội nguồn. Mình thờ bằng thờ cửu quyền thất tổ, không ông nào ngồi trong đó hết á. Nhưng mà nếu nói cho cùng, đó là cội nguồn để các con quy hướng. Cho nên mỗi năm cúng dỗ, quý vị hàng năm quý vị cúng bao nhiêu cái dỗ lẻ tẻ đó, nhưng nên làm một cái ngày dỗ chung. Ngày dỗ chung đó để làm gì? Để kêu gọi con cái trở về một ngày thôi. Nó đâu có thì giờ. Một tuần kêu 3-4 cái dỗ, rồi dụ nó chứ, về ăn con. Nó nói hồi con ăn to go fast food nhanh hơn. Con lớn rồi má bắt con thắp cây nhang, cuốc ba lại rồi đợi tàn nhang mới cho ăn. Về nhà trễ giờ của con hết. Thật ra mình phải thông cảm đời sống bận rộn của các con, các cháu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một ngày dỗ chung. Quý vị chọn ngày nào cũng được. Thậm chí quý vị lấy cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm. Vì phương Tây là lễ Thanksgiving, tạ ơn. Chúng ta phối hợp làm lễ dỗ chung cho ông bà, tạ ơn ông bà cha mẹ, các con về với gia đình. Ngày hôm đó thay vì mình làm một con gà Tây, mình nấu một mâm cơm Việt Nam gia đình, ăn uống và nhắc nhở các con. Hôm nay là ngày dỗ chung, các con quy hướng về để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ để mấy cái hình vừa chừng để các con nó nhìn, nó thấy và nó đặt câu hỏi: má, ông này là ai? Ông nội con, ông ngoại con. Mình phải bắt đầu cho các con mình có hình ảnh của tổ tiên. Hết đời mình nó biết ông này là ai, cuối cùng đem lên chùa nó gửi hết. Và đó là điều đã có xảy ra. Có những gia đình ông bà cha mẹ chết một cái rồi, nó bưng nguyên cái bàn thờ ông bà lên chùa nó gửi lại. Nó nói I don't know what's this. Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những bàn thờ như vậy. Cho nên đau thật với đại chúng, Pháp Hòa mà sáng ra mà thấy ai mà bưng cái bàn Phật mà trả lên đến chùa, trong lòng cũng buồn lắm. Mà có nhiều người á, họ đem tới họ đâu có để trong chùa đâu, họ đứng trước cửa chùa họ để, xong rồi họ bấm tiếng toan họ chạy xe họ chạy mất đi. Mình tưởng ai đem cái gì tới, ai nhờ đâu, trời đất ơi, con ai đem bỏ chùa này. Thật sự mỗi lần mà thấy cái hình ảnh nó mà buồn lắm, tại vì mình biết dần dần cội nguồn mình đã phai nhạt. Ông bà cha mẹ mất một cái rồi là con cái dẹp hết, từ bằng Phật tới bằng ông bà. Thậm chí Pháp Hòa nói đây là hình của các ông bà, các vị giữ không ai chịu giữ hết á, thôi thầy đốt giùm tôi đi. Nói đến câu như vậy không người nào chịu giữ hết. Thành thử ra đã đến lúc mình phải suy nghĩ làm cái gì đơn giản mà giữ được cội nguồn.
còn mình bày tùm lum theo cái nghĩ của mình xưa giờ đó, nó rườm rà mà nó sẽ cảm thấy không làm được thì nó phí mình đi. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng sao cho gọn gãy, đầy đủ ý nghĩa mà gọn gãy trong vòng bao nhiêu phút. Người ta còn ham tụng chứ, trời ơi, tụng mà tràn gian đại hải, trừ khi nào đó là những khóa trì kinh mình tổ chức. Còn kinh hàng ngày, ngũ khóa lễ hàng tuần ở chùa nên làm cho gọn gãy để mọi người có thể tụng mà tiếp nhận được lời kinh, vì thời gian người ta không có nhiều. Thời đại của fast food là mình phải, không phải là mình chịu thua, nhưng mình biết tùy thuận chúng sanh để cảm hóa chúng sanh, và đó là tâm hạnh của bậc Bồ Tát. Xin thầy Quang Hỷ ban cho chúng con hiểu sâu về sự ích kỷ. Thì thưa đại chúng, mà ích kỷ là một trong những cái tâm hành bất thiện. Thì dù không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng biết là một cái cách sống không dễ thương. Và trong cuộc đời này nếu mà chúng ta ngược lại ích kỷ là gì? Hả? Ở đây ai biết ngược lại ích kỷ là gì? Rộng rãi, phải không? Mình luôn luôn, tại vì ích kỷ là một dạng sang tham. Và sang tham nó có mấy loại: sang tham chỗ ở, sang tham về sự học hỏi, sang tham về bạn bè. Thí dụ có nhiều khi mình có cái chỗ ở nhưng mình không thích người ta tới ở, mình không cho. Thậm chí mình ngồi đâu mình cũng thích rộng một mình mình á. Mình ngồi ở ghế, bóp bên này ghế, bóp bên kia ghế, để làm chi vậy? Khỏi ai ngồi gần. Thật ra lúc rộng rãi cứ thoải mái, nhưng khi mình thấy có ai bước vào hình như thiếu chỗ, tự động mình dỡ cái vỏ mình lên, nhường cái chỗ đó. Một mình không có đủ, không có ai, cứ thoải mái mà để đồ. Nhưng khi mình biết có người thì mình gom lại một chút. Tất cả những cái cử chỉ đó nó đều thể hiện cái tâm sống biết nhìn, biết chia sẻ. Đó là không sang tham về chỗ ở. Có nhiều khi mình biết cái người đó giỏi lắm, có thể giúp người ta, nhưng không chỉ, mình chỉ dành người đó giúp mình thôi. Mình biết người khác cần mà người kia có thể giúp á, thay vì mình giới thiệu, không, thành thử ra nó lỗ đi. Sang tham bạn hữu, đây là lời Phật dạy. Thì tất cả mọi sang tham nó biểu tượng của cái bụng to, cái cổ nhỏ. Cho nên khi cúng cô hồn á, trong các loài ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó có một loài quỷ mà cổ nhỏ và bụng to, vì loài đó chỉ muốn lấy của người khác mà không bao giờ cho ra. Vì không cho ra cho nên bụng nó phình, vì không cho ra cho nên cổ nó nhỏ. Vì vậy mà khi cúng họ, muốn nghĩ tưởng đến họ, thương họ lâm vào cái hoàn cảnh đó, cho nên thường có một cái chén cháo. Chén cháo nấu thật loãng, ít nước, nhiều nước, ít cái. Có nơi gọi là cháo thánh, có người là gọi là cháo cô hồn, vì cháo đó cho những loài nuốt không được những món ăn khác. Họ không thể ăn pizza được, họ không thể ăn chả giò được, họ chỉ uống được nước cháo thôi. Cho nên khi cúng cô hồn, rất nhiều món ăn được bày lên. Bất cứ cái gì quý vị có, không phải chỉ đừng có cúng cô hồn mà khoai mì, khoai lang. Hỏi sao vậy, cúng cô hồn đó tại Việt Nam. Mình ăn gì mình cũng nấy, qua tới đây là nhớ thêm Pepsi, Coca, pizza, những món Tây, tại vì trong đó có cô hồn Mỹ. Vì cô hồn đâu phải chỉ một loại, mà tất cả thập các chủng loại cô hồn. Người nào sống sang tham ích kỷ, cho nên bà Thanh Đề đó là một biểu tượng của người sang tham ích kỷ. Rơi xuống địa ngục rồi, đói khổ như vậy, con mình đem cho tới một cái bát cơm rồi mà vẫn lấy tay trái che lại, lấy tay phải để ăn, dù ở trong cảnh khổ đó. Cho nên rồi vì cái tâm tham đó mà đốt cháy, cho nên không thể ăn được chén cơm đó. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên mình mà sống bằng cái tâm ích kỷ bỏng sẻn thì cái quả của mình sẽ là khổ đau và thiếu thốn. Mỗi buổi chiều cúng cô hồn có câu:
thần chú gia trì, tịnh pháp thực phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Xin các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Tại con người mình không bao giờ thấy đủ, vì không thấy đủ cho nên muốn vơ vét gom về, thậm chí không xài cũng gom, xài không hết cũng gom. Hỏi sao vậy? Free. Cái gì free là gom à? Đó. Thôi câu hỏi cuối nha, vì mình hết giờ. Có một em 7 tuổi nó hỏi nè: How can I come when people say things that I don't feel happy to hear that? Làm sao con có thể lắng tâm xuống khi con nghe một người khác nói mà con không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với lời nói đó? In order to, you cannot stop people when they say something not happy you. But you able to go to somewhere else to get away from these words. You unable to prevent them, to stop them. But you have the rights for yourself to move away from that area. So when you are not happy with the words when people say to you, go to your room. Walk outside. Breathe in and out deeply. Enjoy the flowers. Enjoy the fresh air in order to calm you. Remember that in this life, you cannot expect other people to satisfy you, but you have the rights, you have the permission, you have the way to help you out of that. You cannot make people happy. You cannot happy with the words what people say, but you can happy by yourself to find your way to stay away from this. You cannot please the environment, but if you change your feelings by moving away from that environment, you will be different. There are a lot of channels. If you listen to this channel, you don't like it, you can switch to another channel. That is your right. They can have 100 channels on TV, but you have a remote control to select what channel you want to watch. Same thing. I share with you a gatha, a verse, when you watch TV. My mind is the screen of TV. I am a remote control. I will select any channel that help me to learn and to be happy to watch and to listen. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chúng ta không có quyền ngăn người khác không được nói những lời dễ thương, không dễ thương, nhưng chúng ta có quyền đi vào phòng để lắng tâm mình. Chúng ta tự mình tìm một con đường an lạc cho mình. Những lời nói, những hành động, những cử chỉ như bao nhiêu những cái channel ở trong TV, nhưng chúng ta là cái remote control. Mình có quyền chọn một cái đài nào để mình xem và nghe, phải không? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Your mind is the remote control. Choose any healthy, any happy one to watch and to enjoy. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình không cấm người ta nói bậy, nhưng mình có quyền đi nơi khác để lời nói bậy không ảnh hưởng mình. Mình không thể cấm được trời mưa, nhưng mình có quyền ở trong nhà nếu trời có mưa. Còn nếu muốn đi ra ngoài, mình có áo mưa, mình có dù. Mình không thể cấm trời lạnh, nhưng mình có áo lạnh. Mình không thể cấm trời nóng, nhưng mình có cây quạt. Như vậy thì pháp bất thiện trong thế gian này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta là người Phật tử có đủ phương pháp để ứng phó với tất cả bất thiện pháp của cuộc đời này, vì chúng ta là một Phật tử rất dồi dào pháp môn, vì cha của mình là Pháp Vương, ông vua Pháp, mình là Pháp Vương tử, con của vua Pháp, thì không có pháp nào mà mình không có ứng được.
Hiểu được chỗ đó không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình giỏi á thì mình chuyển hóa, à đây là lời nói giúp cho tôi nhẫn nại. If you are more talent, more practice, when people say something wrong, not happy you, you can hear, you can learn, oh, this is a chance for me to learn how to be patient. Let's say when you grow up, you have a job under a manager. Under a manager, they can say something very weird to you because they are your boss. In that moment, you cannot say, I don't like your words, I run away from you. No, at that moment, you have to be there with your boss. Even they say something very negative, but that is your job. In this case, you must know that this is a chance for me to improve myself, to change myself, to learn and how to be patient. Có những lúc mình không thể chạy được, như là một người boss của mình, họ la rầy mình, người chủ mình họ la rầy, phải ở đó thôi. Chừng đó mình phải pháp môn gì? Pháp môn nhẫn nại, pháp môn chịu khó. Như vậy tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Nếu chúng ta có câu hỏi chiều nay thì chúng ta sẽ xen vào với phần văn nghệ, tức là trả lời một câu hỏi hay là hai câu hỏi thì chúng ta sẽ có một bài hát. Nếu chúng ta có câu hỏi, còn không thì mình sẽ sinh hoạt coi như là văn nghệ bỏ túi trước khi chúng ta chia tay ra về kết thúc khóa tu. Và đại chúng trưa nay có buồn ngủ không? Nói thiệt, em nhìn xuống em thấy mà, em thấy hết mình ta mới hỏi chứ bộ. Để coi có thọ giới thiệt không. Trời ơi, nhướng thấy thương vậy đó. Thưa đại chúng, hồi sáng này á, mình có nói đến cái phương pháp mà Phật dạy để làm cho chúng ta bớt khổ. Pháp Hòa thường ít dùng cái từ là hết khổ, nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng cuộc sống của mình á, trừ khi nào mình lên non lên núi, đóng cửa thì không tiếp xúc ai thì mới có thể gọi là tạm gọi là hết. Chứ thiệt chữ không phải hết đâu, nó nằm góc đó thôi. Giống như nhà mình có mua một cái máy mà lâu quá mình không xài, nó không còn góc đâu á, mình tìm nó không ra, nhưng mà chắc chắn nó đâu, nó còn trong nhà này, bất quá là mình chưa tìm được nó thôi. Tham sân si phiền não nó cũng ở trong cái tâm thức của mình, nó còn đâu đó. Cho nên á, mình có những cái phương thức để chúng ta làm giảm nó. Khi mà chúng ta có được cái tri kiến như hồi sáng mình nói đó, thì chúng ta biết nó, cho nên khi nó đến đó, chúng ta không quá phiền, không quá khổ. Tại vì cuộc đời này thủy chung có giữ cỡ nào rồi cũng có một ngày nó sẽ mất. Có làm gì rồi nó cũng sẽ không tồn tại, vì bản chất nó là vô thường. Kinh Kim Cang gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hễ cái gì mà có tướng, nó đều là tạm, nó đều là giả. Ví dụ như bình hoa này có tướng, nó giả, tạm thôi, một tuần, hai tuần hết. Cái nhà này nó cũng vậy thôi, giờ sửa đó, hồi xưa là nó mục quá chừng rồi phải không? Rồi giờ nó vô thường, nó từ cái mục cũ nó trở lại, nhưng mà nó cũng không phải là mãi mãi vậy. Cho nên á, có cái tri kiến thì bớt khổ, bớt phiền não. Có cái kham nhẫn thì bớt phiền não. Có cái tránh né thì bớt phiền não. Bây giờ đến cái phòng hộ, cũng như là có cái trừ diệt. Trừ diệt là như thế nào? Tức là khi mà mình nhận diện một cái vấn đề, chúng ta cũng biết rằng cái nhận diện này nó cũng có thể là tạm thời theo cái tri kiến của mình, chứ còn nó cũng không mãi mãi là nó đúng sự thật đâu.
Pháp Hòa ví dụ, mình nghe người ta uống một ly nước đá mà mình uống được, nhưng mà mình ngồi bên cạnh cái mình nói trời ơi, tôi nghe chị nhai nước đá mà tôi ê răng, người ta nhai mình ê răng. Như vậy thì mình không có thọ, nhưng mình nghe không mà mình cảm thọ. Và cái cảm thọ này nếu mà nó bình thường, nó vui vui thôi. Có những cái mình cảm thọ phiền não. Ví dụ người ta nói một câu chuyện, mình ngồi đó mình nghe giận. Trời ơi, tôi ngồi đó đó, nó nói tôi á, tôi biết hết trơn á, nó đựng hồng qua mặt tôi. Trời, tôi hả, con rùi đực, con rùi cá gì bay qua tôi cũng biết á. Nó nhúc nhích là tôi muốn biết nó muốn cái gì rồi, mà mình không biết gì về người ta hết. Nhưng toàn là những cái nhận thức gọi là phi như lý tác ý, nó làm cho mình khổ. Như lý tác ý nghĩa là cái gì nó như thế nào thì mình hãy tác ý nó như vậy, còn nó không phải như vậy thì đừng có tác ý nó như vậy để mình khổ mình. Phi như lý tác ý. Cho nên đó, cái mà nhận thức đôi khi chúng ta phải nhận thức cho đúng, mà nhận thức đúng thì nó không làm mình khổ. Phá và ví dụ như hồi nãy lúc chúng ta học giới, truyền giới, trong cái giới mình nói rõ vậy nè: ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết hại. Vậy thì cái ý thức đó là gì? Đó là cái nhận thức khổ đau. Phật giáo hướng dẫn cho chúng ta rằng á, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải ý thức cái lợi ích và cái không lợi ích của nó. Cái nào lợi ích thì chúng ta làm, không lợi ích chúng ta không làm. Cho nên mình nhận được sự lợi ích, ý thức, và chúng ta nhận được cái khổ đau khi chúng ta làm việc này rất là rõ ràng. Thí dụ như mình nói vậy nè: quý vị muốn cho con cháu trong gia đình hay người thân mình bớt phiền não với những gì mình nói, mình đừng có biểu người ta không làm mà mình không có lý do. Mà Pháp Hòa thấy hồi nhỏ Việt Nam, ví dụ như ông bà la mình á, không có được làm cái này, nhưng mà không bao giờ nói lý do. Thì đôi khi hồi nhỏ mình có một cái văn hóa là người lớn nói con nít phải nghe, đó là văn hóa ở Việt Nam. Nhưng khi mà nó qua tới đây á, thì cái đó nó không có. Thì nó đi sale, nó hỏi tới bến luôn: why? Why? Nó cứ why hoài à. Má cũng mấy why rồi con. Thấy không? Thành thử là mình phải học lại. Con đừng có làm cái này, tại vì nó sẽ hư. Con làm cái này nó sẽ tốt hơn. Mà Pháp Hòa thấy cái điều này á, có những cái chúng ta làm mà chúng ta rất là bực, chúng ta rất là phiền não là tại sao phải làm như vậy, tại sao phải đi hướng này, và tại sao phải như thế kia mà mình không có giải thích. Thì cái người tiên nói cứ làm đi đừng có hỏi, thì người kia sẽ càng bực bội hơn, làm mà không có vui. Thì trong cái nhận thức của chúng ta để muốn cho những cái phiền não trong cuộc sống nó giảm đi. Thí dụ như con nó vô nó xin đi chơi, mẹ không cho, nhưng mà nó vô ba nó cho. Thì nếu mà ba mà cho xong rồi á, ba có lý do cho, thì ba ra ba phải nói chuyện với mẹ: hồi nãy á, nó xin em không có cho, nhưng mà anh cho là tại vì tuần rồi nó học bài điểm thấp, anh nói nó cố gắng học đi, nếu nó điểm cao anh sẽ cho nó đi chơi, cho nên anh nói cho em hiểu để không phải anh tự ý quyết định làm hai vợ chồng nó conflict, nó chống đối lại cái câu trả lời. Thì mai mốt đứa con nó không có hỏi mẹ mà nó hỏi ba không à, là tại vì đến với ba là cái gì cũng yes, mà qua mẹ thì cái gì cũng no. Thật đó là cái cách của mình cũng phải giải thích để mình nhận thức được tại sao mình no hay yes. Ví dụ như những cái công việc trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Thường thường á, Pháp Hòa làm gì với mấy thầy trẻ đó,
Khi Pháp Hòa quyết định Pháp Hòa làm xong rồi, có dịp đi chung hay là ngồi một với một thầy lớn mà nói tại sao thầy quyết định như vậy, nếu có cơ hội con nói với mấy em là mình thầy có cái lý do. Vì cái gia đình đó người ta có nhiều khi Pháp Hòa nói nửa đêm đi đi tới nhà người ta giải quyết những cái chuyện gây gỗ hay là người ta thế này thế kia, nửa đêm nửa hôm vậy đó. Pháp Hòa mới nói những Phật tử này là những người rất là có cái công đức với Tam Bảo, với chùa. Bây giờ gia đình người ta hữu sự, đây là giờ phút mà mình bổn phận của người xuất gia chúng ta phải đền ơn cho họ, trong khi gia đình người ta hữu sự. Thì quý thầy đi nửa đêm nửa hôm, nhưng cũng hiểu mình không phải là mình từ chối nếu ai không có công với mình. Nhưng nếu cái sự việc mà mình hiểu hơn thì mình sẽ willing. Thật ra ở chùa bển á, ai kêu giờ nào đi giờ đó, không cần biết thân quen. 2 giờ 3 giờ họ có người thân mất mà họ gọi vô chùa, mà lúc đó có người bắt phone là sẽ đi. Mà phần lớn là Pháp Hòa bắt hết nếu Pháp Hòa có ở nhà. Tại Pháp Hòa không muốn động chúng, không muốn tiếng chuông nó reo nhiều quá rồi động cả chùa. Cho nên vừa reo mà Pháp Hòa có ở nhà là bắt phone. Mà bắt phone rồi cũng tự đi chứ không để chúng đi. Tại mỗi người phải nghỉ ngơi, mình làm trụ trì thì mình phải chịu. Cho nên là Pháp Hòa thường tất cả những cái buổi đi vào bệnh viện tụng kinh nửa đêm nửa hôm là Pháp Hòa đi hết. Có nhiều khi 5 giờ sáng quý cô thấy Hòa ra mặc áo tràng về hỏi ủa giờ này thì tụng kinh nó không, đi mới về, đi hồi 2-3 giờ, 5-6 giờ sáng mới về tới nhà. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói mình nhận thức được, làm không có khổ, không có phiền não gì hết. Vì mình ý thức được cái việc mình làm là ngay cái giây phút người ta đang lo lắng khủng hoảng như vậy, mình có mặt không làm được gì, nhưng người ta feel được, người ta cảm nhận được sự bình an là có thầy ở đây để trợ duyên giúp đỡ cho gia đình. Cho nên á, mình sở dĩ chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phiền hà nhau, chúng ta phiền não với nhau, một phần là bởi vì chúng ta không nhận thức được việc làm của nhau. Chúng ta không biết tại sao người đó phải làm như vậy. Có lần á, có một cái cô đó cô hỏi Pháp Hòa vậy nè: con gửi tiền về cho mẹ con mà mẹ con cứ đưa cho người em của con, mà người em của con thì nó không lo làm ăn. Bây giờ con không cung cấp tiền nữa, con có bất hiếu không? Pháp Hòa mới nói như vậy cũng khó, tại vì chị không phải ở trong cái vị trí của mẹ. Mẹ đang làm cái vai trò của mẹ là bổn phận mẹ là lo cho con. Mình không nói được cái chỗ đó, mình không có cản ngăn được cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà mẹ không lo con thì mẹ thiếu bổn phận. Rồi bức con mà nó có hư đốn nó như thế nào, người mẹ vẫn không bỏ con. Nhưng mà mình là em, là chị, mình nóng ruột, thì vì thôi bây giờ chị làm bổn phận chị đi. Bổn phận của chị là con lo cho mẹ, chị gửi cái phần đủ để mẹ trang trải theo cái đời sống của mẹ. Còn mẹ có cho con đó là cái phần giữa nghiệp, giữa nợ nần giữa mẹ với người em. Không ai thiếu bổn phận ai. Chị không thiếu bổn phận với mẹ, nhưng cũng không thể bắt mẹ không có bổn phận với người con. Trong cuộc sống này mình lấy cái nhìn, mình nhìn rộng là mình sẽ hiểu được tại sao người này phải làm này cho người kia, người kia phải làm cái này cho người nọ. Quý vị thấy có những người họ lường gạt người này nhưng mà họ cung phụng cho người kia. Cuộc đời nó ngộ lắm, phải không? Họ lấy của người này nhưng mà họ lại đút lót cho người kia. Mà người này thì thương họ đáo để, thì họ không coi ra gì mà cứ rút rỉa không. Còn bên này thì không coi họ ra gì mà họ cứ đút lót, họ dâng hiến không à. Mình không có chứng quả, mình không có thấy được nhân quả, ân quán nó chằng chịt với nhau, phải không? Nó đều có hết á. Nó đều có cái hết á. Không có cái liên đới với nhau thì nó không đến với nhau được. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay dùng cái từ kết duyên đó. Kết duyên là gì? Mình thấy cái đó tốt nên kết, cái đó hay nên kết. Cho nên tụng kinh không hiểu cũng tụng, tại vì mình tụng để kết duyên. Kết duyên với Pháp Bảo. Pháp Bảo có nghĩa chứ không phải là không nghĩa. Nhưng tuệ giác mình chưa đủ
mình không hiểu thôi. Thì nhưng không hiểu mà không tiếp xúc, không trì tụng thì mình lại không kết được cái duyên này. Mà một đời này không kết, hai đời không kết thì đời nào mới hiểu nghĩa? Thì bây giờ nếu mình không hiểu thì đâu có nghĩa là nó không có nghĩa. Thì chúng ta cứ tụng, dù không được tuệ giác nhưng vẫn được phước đức. Tụng kinh là thân ngồi nè, là thân tỉnh. Miệng tụng kinh là khẩu tỉnh. Ý duyên theo chữ mình tụng là ý tịnh, mặc dù có thể không hiểu nghĩa. Nhưng mà đó là cái đạo lý chúng ta kết duyên. Mình đi đến chùa, mình cúng dường, mình nói con kết duyên với Tam Bảo. Để làm chi? Không đời nào mình mất duyên với Tam Bảo. Mình có thể lễ Phật dễ rồi, lễ Pháp dễ rồi, giờ lễ Tăng lễ làm sao? Để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách thực tập kết duyên với Tăng của Pháp Hòa nha. Khi nghe một tôn đức nào viên tịch, có thể mình không biết, nhưng hoặc mình đã từng biết, biết tên nhưng mình chưa được gặp, cũng chấp tay đảnh lễ. Nghe quý ngài ở Việt Nam viên tịch, Pháp Hòa cũng hướng về quý ngài, Pháp Hòa đảnh lễ. Đời này con không đủ duyên gặp ngài, nhưng con xin được kết duyên lành với ngài. Đời kiếp nào ngài trở lại Ta Bà, con cũng được làm đệ tử, được ở trong pháp hội, được làm người đệ tử hậu học của quý ngài trong mười phương. Như vậy thì đời nào mình mất duyên với Tăng, đời nào mình mất duyên với Pháp là vì mình không khinh thường Pháp. Tất cả giáo Pháp đều có nghĩa hết, nhưng tuệ giác mình không xong. Cho nên mình nói tụng kinh không hiểu tụng gì, có nghĩa mà tại anh không hiểu thôi. Chứ tại sao nếu mà anh không hiểu mà anh không tụng nữa thì coi như sao? Cắt đứt. Nhưng mà mình kết duyên là để mình được gần gũi, được thân cận. Mình gặp cái người nào mình kết rồi đó, mình cũng tìm cách mình lân la vậy. Người ta đứng đâu mình đứng đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học, lúc Pháp Hòa học high school, ngày nào mình ra đón xe bus cũng có một cô đón chung với mình. Mình lên cổ lên, cổ mình xuống cổ xuống. Mình đứng chỗ mà mình mở cái lót cờ, cổ đi tới đi lui, đi tới lui, không biết lý do. Có một ngày nọ cổ nhờ người khác giới thiệu. Cổ dẫn tới người khác dẫn giới thiệu, nói nhỏ này nè, nó muốn quen với chú Tiểu. Mà nó không dám nói, nó dẫn tôi tới. Nhưng mà thưa đại chúng, nhưng mà tại vì cái tâm tu mình nó vững và được, cuối cùng Khoa dẫn nó đi chùa luôn. Mỗi chiều đi học về, muốn đi xe bus không, đi chung về chùa đọc kinh chung. Hồi nhỏ sớm Pháp Hòa, ai muốn buổi chiều là nguyên nhóm con nít sẽ đi chơi với nhau. Nhưng Pháp Hòa ra luật nha, tụi bay muốn đi chơi với tao, tụi bay phải tụng kinh. Chiều nay 2 giờ hẹn ở nhà tao tụng kinh. Nói tao không có áo tràng, mày về nhà mày lấy áo dài mày mặc. Mấy đứa con gái trong xóm áo xanh, áo đỏ, áo trắng, áo vàng, áo dài không à, mặc lên tụng kinh. Tụng rồi tối á, thay vì đi chơi phải không, tối nay bận đi đám rồi. Đi đám không? Thay vì nãy mình nói hồi chiều hứa đi chơi, chiều vẫn đi đám. Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại, mấy chục năm sau gặp lại còn nhắc á, nó tụi tôi nhớ hồi nhỏ đó, là mỗi lần muốn đi chơi với ông á là ông biểu là phải đi tụng kinh. Nhưng mình mới đầu mình kêu đi đám nó ngán lắm, nó chiều đi chơi. Nhưng mà mình biết trong bụng là chiều nay tao có đám. Có cái thầy đó, thầy đi tụng kinh đám tang. Rồi cái có cái cô đó tụng cho cái gia đình đó, ông chồng mới mất. Thì cổ tụng đâu được mấy thất à, cái cổ mới tỏ tình. Cổ nói giờ con thấy thầy cũng được quá, hiền lành quá, thôi thầy cưới con đi. Thì bây giờ cái ông thầy á, ông nghe vậy cái ông nói bây giờ cô chồng mới mất chưa được 49 ngày, tôi cưới cô liền tôi cũng khó sống. Mà hàng xóm người ta nói kỳ lắm, thôi cô ráng đi, xong 49 ngày rồi mình tính.
Thì ông cũng tới cúng bảy thất đủ vậy đó. Cái xong hết 49 ngày, cái cổ nhắc, cổ nói thầy ơi, bữa nay ngày thứ 50 rồi. Ông nói không được đâu, mới có 50 ngày à, thôi ráng 100 ngày đi. Cái cổ ráng tới 100 ngày. Ráng 100 ngày, cái cổ nhắc nữa, cổ nói chưa được đâu, năm đi. Tại vì Việt Nam mình một năm kêu là tiểu tường, chưa kêu là dỗ nha. Một năm đầu chưa, không muốn gọi dỗ, một năm đầu gọi là tiểu tường. Xong năm đầu rồi, cái cổ nhắc lại cái thầy, ông nói không, ráng 2 năm. Tại vì vợ để tang cho chồng cho trọn 2 năm, gọi là đại tường. Mình để tang trọn 2 năm, nhưng mà thật là 3 năm. Tại vì năm mất là tính năm rồi, cộng thêm 2 năm tới thôi. Cho nên Việt Nam kêu là đại tường, mãn tang. Xong mãn tang rồi thì 2 năm trời đó, cổ đi chùa, cổ tụng kinh, cổ nghe pháp, qua tới hết mãn tang rồi. Ông nói giờ sao, cổ nói không, giờ con muốn là Phật tử thôi. Quý hiểu chỗ đó không? Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Cô này cổ đến với thầy do tâm dục, tâm tình cảm, tâm luyến ái. Nhưng mà thầy nhận thức, thầy nhận thức rất rõ, đây là một mối phiền não. Nhưng mà nếu mà thầy chống lại liền thì không hóa giải được. Mình phải ôm cái đó rồi từ từ mình hóa. Cho nên ông thầy ông bày mưu. Ông bày mưu là ông nói như vậy, nếu như mà cổ vừa tỏ tình mà ông thầy nói cổ đạ mạng thì bắt đầu từ cái yêu nó sanh cái hận. I-E-U yêu, H-E-H hận, ba chữ à. Yêu cũng ba chữ, hận cũng ba chữ. Cho nên ông thầy, bởi vì bà nói như vậy á, quý vị sẽ thấy rằng á, người có tu tập, có cái tri kiến, có cái kham nhẫn, có cái nhận thức, có cái bình tĩnh, có trí tuệ. Mình không tu thôi, tu là mấy cái đó nó lên. Thay vì tham nó lên, sân nó lên, si nó lên, mạng lên, nghi lên, nhưng tu thì mấy cái đó nó ngủ, cái khác lên. An tịnh nó lên, tĩnh lặng nó lên, trí tuệ nó lên, kham nhẫn nó có. Cho nên ông thầy cũng kham nhẫn. Nhưng mà nếu như mà thầy chống lại liền, thầy nói cô người nữ không có đàng hoàng, có phải là cổ sanh hận không? Từ cái hận đó cổ sẽ không đến với thầy. Rồi có thể cổ sẽ thương một người nào khác, nhưng một người đời thì cổ đến thì người ta nhận thôi. Rồi chồng chất khổ đau từ cái chuyện thầy không biết tiếp độ cô, không có hóa giải được cho cô, để cho cô phải đi xa như vậy. Mà cuộc sống mà, hễ con người mà họ không được cái này, họ phải gầy cái khác. Hoặc là họ gầy cái khác để làm gì? Để trả thù, để rửa hận, để làm gọi là không mất mặt họ. Cho nên thầy có cái cách của thầy. Thầy nói 49 nha, qua tới 100 ngày, 1 năm, 2 năm. Sau đó cổ từ chối, cổ nói thôi, sau 2 năm tu tập, tất cả con thấy rõ rồi, phải không? Tình cảm vợ chồng cũng chỉ vậy thôi. Thôi thì con giữ như vậy để tu tập, để nuôi con. Như vậy thầy mới có công đức trọn. Như vậy thầy mãn nguyện rồi. Ở trong những cái tiểu, những cái sử của Đức Quan Âm á, có kể một cái tiền kiếp của Đức Quan Âm. Thì cái Đức Quan Âm á, có một kiếp nọ đó, ngài là một cô gái đẹp mà trong xóm ai cũng thương hết. Trong cái xóm ai cũng thương cô đó hết á. Thì bây giờ người nào cũng tới cầu hôn cổ hết á. Thì làm sao mà một mình cổ mà chấp nhận hết tất cả những người nam trong xóm. Cổ mới nói bây giờ tôi có một mình, làm sao tôi có thể lấy nhiều chồng được, mặc dù tôi biết ai cũng thương tôi. Thôi bây giờ mọi người ráng học thuộc chú Đại Bi, ai thuộc chú Đại Bi tôi nhận làm chồng. Trời, mấy chú về học Đại Bi ráo riết luôn, học đi cưới vợ. Xong rồi cái cuối cùng từ 10 ông mà còn ra 7 ông thuộc chú Đại Bi. Ông nói trời, không lẽ mình tôi lấy 7 ông. Thôi giờ 7 ông còn lại nè là thí sinh vào dòng kế.
bảy ông này ai thuộc Bát Nhã Tâm Kinh tôi nhận làm chồng. Rồi, rồi học Bát Nhã Tâm Kinh rớt, còn hai ông, còn năm ông. Mà cứ như vậy, cứ như vậy, cuối cùng các ông học kinh, nghe pháp, hiểu đạo, ông nào cũng tu hết. Mấy ông tu thì bà khỏe. Trong tất cả những cái hạnh nguyện á, đã là hạnh nguyện của Bồ Tát, làm việc của Bồ Tát, thì chúng ta biết nguyện chuyển. Cho nên á, việc làm chúng ta đừng phải làm hết lòng, nhưng trong cái hết lòng đó nó phải cộng, nó phải plus với cái tâm tùy thuận, tùy duyên đó. Thưa đại chúng, sáng nay buổi lễ nè, rồi chiều nay cúng thí nè, tất cả những cái đó đầu tiên nó không có nằm trong chương trình. Nhưng chiều hôm qua ngồi nói chuyện với sư cô trụ trì thì Pháp Hòa cũng chia sẻ, rồi mình áp thêm một vài điều để cho nhân đại chúng đông đảo, không kêu tăng quý ni đầy đủ, đại chúng đông đảo, mình nhờ năng lực của đại chúng mỗi người một tiếng niệm Phật làm cho ấm cúng đạo tràng. Mình nguyên tắc là vậy, nhưng nếu chúng ta có nhận diện, chúng ta có cái định tĩnh, chúng ta plus thêm, cộng thêm những cái bonus mà nó cũng ở trong phạm vi đó thôi, nhưng mà chúng ta không làm cái gì nó xa ra. Phiền não á, là những cái điều chúng ta không có bằng lòng, chúng ta không có thích nó, chứ nó không là gì hết á. Thí dụ như cái chuông để đây mà mình không thích nó để đây là tại nó cản trở, thì cái chuông này trở thành phiền não của mình, trở thành một cái chướng ngại của mình. Chứ thủy chung bản chất nó không hề có chướng ngại và phiền não. Mỗi người chúng ta xung quanh này không ai là chướng ngại của ai hết, nhưng tại vì mình không bằng lòng với cái cách của họ, với cái kiểu của họ, thì họ trở thành ra cái chướng ngại của mình. Cho nên cái nhận thức là một phần giúp cho ta giảm đi cái phiền não. Mình nhận thức sự việc thì chúng ta không đến nỗi. Cho nên tập thấy ai làm gì khoan lên án, khoan phê bình, mà chúng ta cần nhận thức cho kỹ. Nhận thức cho kỹ sự việc, thí dụ mình vẫn chưa biết vấn đề gì nhưng không hề liên hệ thì liên quan gì tới mình cũng không nói. Tại vì mình nói mà việc không phải việc của mình thì có phải là mình tạo thêm nghiệp không, là thêm lỗi không? Đó, cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà ông Khổng Tử với nồi cơm không? Đức Khổng Tử mà thấy nhan hồi mà để cơm vô miệng ăn, khi nhìn xuống bếp thấy vậy thì nghĩ là người đệ tử của mình đó đã vô lễ ăn cơm trước mình. Ngài chỉ đứng ở trên nhìn xuống mà buồn. Đến khi giờ ăn cơm, mời nhan hồi ăn, nhan hồi chắp tay xin lỗi: hồi nãy trong khi nấu cơm con lỡ làm rớt một ít cơm ra ngoài, nhưng con nghĩ vào cái thời buổi khó khăn cơm gạo thiếu thốn, mà nếu con đem cái nắm cơm rớt ra ngoài đó mà con bỏ thùng rác thì phí quá, phí quá. Cho nên con đã chùi sạch cái hạt cơm đó rồi con ăn. Thì giờ con xin lỗi thầy và mấy huynh đệ, con đã phạm cái lỗi ăn trước. Mà lý do con ăn trước là vì cơm nó rớt ra ngoài, con không muốn phí. Đức Khổng Tử nghe xong vỗ đầu: nếu mà ngươi không nói điều ra, xém chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Người thầy mà nói như vậy, nghe là một bậc thầy á, cũng có nhiều lúc mình nhìn sai, nhưng cũng không có vì cái tự ái mà không dám nhận mình sai. Cho nên có nhiều khi á, mình biết sai mình không nhận, nó cũng là cái lý do mà làm cho phiền não trong nhà nó cũng có. Tại mình tự ái, mình tự cao, mình nghĩ rằng mình không bao giờ có lỗi, mà giờ mình lỡ hớ rồi mình im luôn. Mà đôi khi người ta chỉ cần một lời nhận lỗi, một lời xin lỗi, một hoặc là mình có nhận lỗi thì mình tự mình chữa, người ta vẫn nhận ra rằng mình có nhận thức cái lỗi của mình, rồi từ từ mình sửa sai để sự việc nó không trở nên quá đáng. Đó là một cái phương pháp giúp, đó là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta giảm đi cái phiền não trong đời sống hàng ngày.
ngoài cái chuyện chúng ta có tri kiến hiểu biết, mình biết vô thường để mình chấp nhận sự việc. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó, biết vô thường để sống thường. Mình sống bình thường là mình an ổn, vì cuộc đời này không có gì nó thường hết á. Chỉ mà tất cả các pháp nó đều phải đi qua vô thường là biến đổi. Hôm có một nhiều người bệnh cũng buồn lắm, nghe tin mình bệnh thì sẽ rất buồn. Và cái lời an ủi Pháp Hòa thường nói, thôi bây giờ mình phải thấy rằng mình như một chiếc xe cũ đi được 50 năm, 60 năm mà chưa bao giờ thay nhớt, chưa bao giờ tune up chiếc xe này. Thôi bây giờ cơ hội để cho bác sĩ ta chụp đầu, chụp gối, thử máu, chạy điện. Không phải thay nhớt là cái gì đó, không phải mà đi đi tìm những cái body parts, phải không, để mà chữa trị, còn hơn là không biết gì hết, nửa đường đang đi nó banh xe luôn, hư luôn, còn khổ hơn. Còn bây giờ nó có signal, cái đèn nó flash lên, lái xe mà đèn nó flash lên nó báo cho anh biết có một cái body part nào hư, may quá lập tức vô chữa liền. Cho nên trong cái rủi chúng ta vẫn còn thấy được cái may ở trong đó. Mà nếu như mình nói cho cùng là khi chúng ta nhận diện được những gì bất trắc trong cuộc sống của mình, đó là cái phước. Chỉ sợ là nó bất trắc mà chúng ta vẫn không biết, khổ mà chúng ta biết mình khổ là mình có phước rồi đó. Không biết có cái phước là biết mình đang khổ, đang bệnh, để ít nhất cũng tìm và chấp nhận được phương thuốc. Còn không thì mình không chấp nhận thuốc. Nên tri thức rất cần, phòng hộ cũng rất cần, kham nhẫn cũng rất cần, tránh né cũng rất cần, trừ diệt cũng rất cần, tức là nhận diện đó. Và cuối cùng là chúng ta tu tập. Rồi đó, bây giờ tất cả những cái nãy nói đó không có gì qua tu hết. Mà nhưng tu là nghĩa là gì? Nghĩa là mình biết tiếp nhận mọi pháp, rồi để cho các pháp đó nó nhẹ nhàng. Có những sự việc chúng ta có thể nói, nhưng mà có những sự việc chúng ta chỉ để cho nó nhẹ nhàng, nó đi qua. Tại vì nói là hoàn toàn không có lợi ích gì cho ai hết. Cái gì mà trong gia đình mình một người nào làm lỗi mà bây giờ mình biết rằng đó, thôi người ta đã, mình đã nhận là người ta đã im lặng, ta biết vậy rồi, thì mình cũng cứ im lặng để cho nó đi qua. Ngày hôm qua có một em, nó đang thất vọng về cuộc đời, vì nó nghĩ rằng á, nó cúng, nó thờ, nó lại, nó tụng vậy đó là nó sẽ được như điều nó muốn. Nhưng nó tụng, nó cúng, nó lại, nó làm đủ thứ mà nó vẫn không được gì hết, thì nó làm sao? Nó thất vọng. Mình đã từng bị vậy chưa? Người lớn mà còn bị đó, tụng quá trời tụng, cúng quá trời cúng, bố thí, trai tăng, làm đủ thứ hết mà việc đó vẫn xảy ra. Đôi khi mình cũng nói, ủa vậy mình có thiệt sự có phước không? Bố thí có phước mà gọi là bố thí phóng sanh để hết bệnh mà sao phóng quá trời luôn mà vẫn bệnh? Mình làm quá trời mà tại sao việc nó vẫn đến? Thì khi người nhà của em đó, dẫn em lên và nhờ Pháp Hòa nói chuyện với em, Pháp Hòa từ chối và không nói. Pháp Hòa nói như vậy: em nó còn nhỏ, và do mình hồi đó mình nói với nó, con làm cái này đi, con làm đi, con làm đi, cái Phật phù hộ con, Phật cho con, Phật cho. Cái nó làm quá trời làm luôn, nó không được gì hết, thì nó thất vọng là phải rồi. Người lớn mà còn thất vọng tràn trề nữa chứ đừng nói nó. Nhưng mà cô càng biểu ai tới nói với nó, mà Pháp Hòa hiểu lắm. Pháp Hòa nói Pháp Hòa rất thông cảm cô, tại vì đây là cái lòng của người cha, người mẹ. Ai cũng muốn tìm phương pháp cứu con mình. Nhưng cô đừng làm. Cô càng làm thì cũng giống như cái sợi dây mà nó đã một nùi, nó siết thêm. Nó đã không thích rồi, nó đã thất vọng rồi, nó đã đang ghét rồi, mà mình biểu mấy người này xuất hiện trước mặt nó hoài, thì có phải mình siết nó thêm thôi. Bây giờ cô cứ thả lỏng vậy đi. Mỗi ngày cô cứ thương nó, cô chăm sóc cho nó. Mọi việc trong gia đình cứ bình thường,
mình cứ bày tỏ tất cả tình thương cho nó và sự lo lắng cho nó. Nó dần nó lớn lên. Khi nó lớn lên, nó hiểu được chân lý rồi. Nó hiểu được chân lý rằng trong cuộc đời này cái gì cũng phải biến đổi. Chính bản thân nó từ một đứa con nít thì mới thay, nhờ cái vô thường thay đổi nó mới lớn lên. Thì cái vô thường thay đổi đến với ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, đối với cha, với mẹ là chuyện bình thường. Nó lớn rồi nó tự nó hiểu chết là gì, khổ là chi, thất tình là gì. Có bao giờ mình nói với một đứa con nít là ông nội con chết không? Mình toàn nói dốc không à? Ông nội con lên trời rồi, ông nội con đi xa rồi, ông nội con bận rồi. Mình đâu, mình nghĩ rằng nó không biết chết là gì, nói nó làm chi, nó không hiểu. Nhưng khi nó 15, 16 tuổi, mình có cần nói gì nữa không? Nó tự nó hiểu. Cho nên trong cuộc đời này á, nhiều khi có những cái niềm đau nỗi khổ không nói. Tại vì mình biết mình càng nói người ta sẽ càng xiết hơn, là vì bây giờ cái tâm của người ta nó đầy rồi. Mình đổ cái gì vô nó cũng tràn ra hết. Thôi để cho nó tự nó rung nó xét, rồi cái nó đi xuống, rồi từ 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 nó thấm. Trái cây á, mà nó chín trên cây á, lúc nào vẫn ngon hơn là một trái mà mình cứ hái rồi mình tìm cách mình vú cho nó chín. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy. Mình phải mà biết, rất thông cảm, rất trân quý tình thương của cha mẹ, của ông bà, của con cháu, của người thân đối với người thân. Nhưng mà có những trường hợp tại sao đem lên Pháp Hòa không nói, biểu Pháp Hòa nói Pháp Hòa không nói. Có nhiều người ta bị mất con, con người ta mất. Rồi Pháp Hòa tới cái thầy, 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 ông này nè, chị này nè, mất con á, thầy khuyên đi. Buồn hoài à. Pháp Hòa nói tại kim chưa chích tới mình mới vậy chứ. Kim chích tới mình cũng vậy thôi à. Mình đủ sáng suốt để khuyên một người, nhưng mà khi việc đó đến mình, chưa chắc mình đủ sáng suốt để vượt qua. Nhiều khi á, mình thấy người ta vậy mà người ta vững hơn mình đó. Người ta vậy đó mà ta còn sống tới giờ này á. Còn mình không biết làm sao nữa đó. Đó, chưa tới mình chưa biết đâu. Chờ mà nói không, không khuyên gì nữa hết. Đạo lý vô thường sống chết người ta dư biết rồi. Cái người ta cần bây giờ là cái gì? Thời gian. Thời gian mới cho người ta nguôi ngoai, mới nhẹ nhàng được. Vừa rồi có cái cặp vợ chồng đó còn trẻ lắm, có một đứa con trai duy nhất, mới có 16 tuổi, đùng cái nó chết. Trời ơi, nó đẹp trai, nó học giỏi, nó ngoan hiền. Thì quý vị tưởng tượng cha mẹ nó thấu điệt đau tới cỡ nào. Trong suốt thời gian tang lễ và mỗi tuần nó lên chùa, mỗi lần gặp hai vợ chồng, Pháp Hòa không nói gì hết. Nắm tay, ôm chồng, vuốt ve. Nhiều khi cái tâm tình của mình nó cũng thay một lời nói. 3 tháng sau, 6 tháng sau, Pháp Hòa gặp Pháp Hòa hỏi, bữa nay có đỡ không? Nó nói dạ tụi con đỡ rồi, sau 6 tháng đi làm lại được rồi. Nhiều khi không phải mình nói rỉ rả bên tai người ta mà mình kêu là mình cứu khổ đâu. Mình cho nên cái chỗ độ sanh á, nó tùy duyên nhiều lắm, nó tùy thuận dữ lắm. Mà mình không có cái tâm nhu nhuyến tùy thuận đó, mình khó giáo hóa. Có những người á, người ta cần sự im lặng hơn là mình cứ nói lai rai bên tai người ta. Có nhiều người ta không có cần gì, người ta chỉ cần biết là mình hiểu người ta, và thậm chí chỉ cần cho người ta khóc thôi. Cho nên Pháp Hòa mà đi đám á, nhất là những cái người mà ta sắp mất mà con cái người ta khóc á, Pháp Hòa cho khóc thoải mái. Nhưng không được rên nha. Có nhiều người không cho khóc, đừng khóc, đừng khóc, bà đi không được. Trời đất ơi, cha người ta sắp chết mà biểu đừng khóc. Chồng người ta bệnh sắp mất mà biểu đừng khóc. Chỉ có điều là mình đừng có rên thôi. Tại vì cái tiếng rên của mình làm động tâm người mất. Còn cái emotional, emotional là gì? Cái cảm xúc của mình, làm sao tránh được? Làm sao tránh được? Người dưng đây nè, mình thấy người dưng đi đường mà mình còn khóc,
huống chi là người thân của mình. Cái chuyện khóc là chuyện bình thường. Mình nhỏ những giọt nước mắt buồn khi phải xa người thân mình. Nhiều khi mình vui quá mình cũng khóc vậy. Mấy ngày nay Phật tử gặp Phú Hòa khóc quá trời luôn. Mà em có chọc ghẹo gì đâu. Khóc đó là gì? Là vui thôi. Hồi nãy còn có một cô chụp hình xong biểu Hòa nhéo coi có phải thiệt không. Thầy con không nghĩ là con được gặp thầy. Bây giờ con được gặp thầy rồi, chụp xong cái hình thầy rờ thầy nhéo nhéo con không. Có nhiều vị còn nói đâu thầy gõ đầu con thử con. Con đang mơ hay con đang tỉnh? Nó rất tiếc không có cây búa ở đây. Gõ mang tiếng. Cho nên thưa đại chúng là có những cái việc trong cuộc đời mình phải nhận thức. Nhận thức. Có nhiều khi mình offer mình giúp người ta, nhưng mình không nhận thức là mình phải giúp cách nào. Càng offer càng tới người ta từ chối lại giận. Thay vì nãy thương á, tôi thương quá tôi muốn giúp thế này thế kia, nhưng mà rồi người ta từ chối là bởi vì mình chưa thông cảm cho người ta. Mình chưa nhận thức được người ta sẽ cần mình giúp ở phương diện nào. Cho nên không phải làm hiểm, nhưng mà tùy việc. Có những đứa nhỏ nó không thích cái việc đó mà mình cứ ép nó vô làm. Mình nhìn mình biết chứ. Mình nhìn mình biết chứ. Nhưng mà cho nên những lúc trước mặt ba má nó, Phật thấy ba má nó ép nó kiểu này kiểu kia vậy. Đợi khi nào không có ai, Phật tới ngồi gần nói chuyện với nó, để cho nó một phần nào nó nhẹ nhàng, một phần nào nó thông cảm. Nhiều khi nó không được nhẹ nhàng mà nó cũng không thảm, tại sao ba má nó làm cái điều đó cho nó. Cho nên Phật dạy chúng ta cái phương pháp cuối cùng là chúng ta phải tu tập. Tu tập không phải là mình gõ chuông, gõ mõ, làm cái gì ghê gớm đó. Tu tập là mình đủ cái tuệ, cái từ. Từ bi thì ai cũng có, nhưng mà giống như mình thương vậy đó. Thương thì ai cũng có, nhưng mà giờ quan trọng là có biết thương không. Mình có thương mà phải biết thương, thì cái thương của mình nó không làm người khác bị thương, và người khác sẽ không khổ đau vì cái cách thương của mình. Rồi mình càng bực bội, mình nói coi đó, tôi thương mà nó làm vậy đó. Rồi cái mình cứ leo thang, mình làm khổ với nhau. Một người thì phải cắn răng chịu để cho mình thương, mình nó thì phải cắn răng lết tới thương. Rồi cuối cùng họ chịu không nói, họ trả đũa lại, mình bị tổn thương. Tại vì mình nói tôi rất là thất vọng, tôi rất là tổn thương, tại vì tôi làm như vậy mà người đó thế này thế kia. Rồi cuối cùng cả hai vô nhà thương. Tại vì một người bị thương, một người tổn thương. Vì chúng ta không có đủ cái năng lực tu tập. Thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, tu tập nghĩa là bây giờ bắt đầu chúng ta trở lại. Chúng ta nghe Pháp, chúng ta tịnh tâm mỗi ngày, tụng kinh cũng được, lại Phật cũng được, sám hối cũng được, bất cứ cái hình thức nào. Mỗi ngày đại chúng chỉ cần làm 15-20 phút, ai giỏi thì 30 phút. Quý vị cứ làm đều đặn đi, sám hối lại Phật mỗi ngày đều đặn. Thí dụ mỗi ngày mình lại 35 lại trong hồng danh bảo sám đó. Lại từ Thích Ca Mâu Ni, lại dài cho xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật 35 lại. Lại xong rồi tự mình quỳ xuống, mình đọc những cái bài kinh ngắn gì theo mình thích trong quyển kinh đó, giữ đều đặn thời khóa. Rồi hoặc là mỗi ngày mình ngồi thiền 15 phút, sáng 15 phút, chiều 15 phút. Một thời gian sau, quý vị sẽ thấy cái tâm của mình nó lắng xuống. Cũng giống như cái tấm gương đã bị nhiều lớp bụi, bây giờ mỗi ngày mình đi ngang mình quẹt một cái, mỗi ngày mình chùi 15 phút. Chưa sạch phải không? Để đó, mai chùi 15 phút. Bảo đảm một ngày nào đó tấm gương dày bụi cũng phải sao? Cũng phải sáng, cũng phải sạch ra. Tại vì bản chất của tấm gương là sáng, chẳng qua là nhiều lớp bụi lên thôi. Cho nên làm điều thiện nó giống như cỏ mọc trong công viên. Chúng ta không thấy nó mọc nhưng mà nó lớn khi nào không hay. Phải không? Còn làm điều xấu cũng giống như mài dao trên
cái tảng, cái cục đá mài vậy đó. Tưởng chừng như cục đá sẽ không mòn, nhưng một ngày nào đó đá nó sẽ mòn. Trong Minh Tâm Bảo Giám có dạy câu đó vậy đó. Làm thiện như cỏ trong công viên, không thấy nó, không thấy nó mọc, vậy mà nó mọc lúc nào mình không hay. Làm ác như mài dao trên cái cục đá, tưởng chừng đá không mòn mà rốt cuộc nó cũng mòn. Nghĩa là mình tự hào, tự đắc, không ai biết, phước mình không giảm. Dày như cục đá, mình nghĩ dao nó mới mòn, nhưng mà sẽ có ngày cục đá nó cũng sẽ mòn, do mình ỷ lại cái chuyện làm ác của mình. Và cái điều thiện mình coi nó nhỏ nhất, nhưng mà cứ làm đi, tại vì làm mỗi ngày thì tự động nó sẽ thành tựu. Thì trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật không phải là một vị thần thánh cho mình gì hết, nhưng mà Phật là một người thầy có khả năng cung ứng cho mình những phương thức, những phương thức để chúng ta có thể làm cho cuộc sống mình an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn. Cái bước chân của mình đi nó có nhẹ nhàng hay không là tùy theo cái lòng của mình. Lòng mình mà buồn bã, bước chân nó nặng nề lắm. Chiều một mình qua phố thường, thường thường âm thầm nhớ nhớ gì đó không? Bước chân nó nặng lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng rồi đó, thì đi đâu, chỗ nào mình cũng rất thông dong và tự tại. Cho nên á, làm sao tâm mình được cái nhẹ nhàng, đâu phải một ngày một bữa làm được đâu, phải có cái huân tập. Cho nên nhà Phật dùng chữ huân tu. Huân là gì? Gom lại. Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mong huân. Cái bình hương mình thắp lên, khói nó xông lên, nó tản ra. Lư hương xạ nhiệt mà, khói bay lên. Nhưng mà bây giờ pháp giới này sẽ gom lại. Để làm gì? Tất cả mây đó kết lại thành một cái gì? Một cái tường vân. Khi mình nhìn lên đó, tường vân đó, mình sẽ thấy chư Phật hiện toàn thân. Tại sao bây giờ thấy mây mà thành Phật? Tâm mình an lạc rồi thì một đám mây mình vẫn thấy biểu tượng của Phật. Tâm mình thảnh thơi rồi, một lá rơi xuống mình vẫn thấy pháp. Cái bài hát hồi nãy đó, Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Chiếc lá nó rơi cũng là biểu lộ của pháp, tại vì nó thể hiện được vô thường, nói lên một bài học cho mình biết. Và một bài học tương sinh, lá nó rơi xuống, nó rã ra trong lòng đất, rồi nó nuôi lại cây to. Có một buổi chiều Pháp Hòa đi thiền hành, Pháp Hòa thấy một chiếc lá nó rơi xuống trong mùa thu. Pháp Hòa làm bốn câu: kìa, chiếc lá vừa rơi, bay đẹp một phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Trong một bài thơ khác, một bài thơ dài khác có Hòa làm, trong đó có hai câu cuối: à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Sống để mà chơi, ăn chơi, gặp nhau chỉ làm gì đó, ngồi đây chơi, uống nước trà chơi, ở dưới miền Tây kêu ăn cơm chưa, ngồi đây ăn ba hộp chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi. À thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Mọi việc nó nhẹ như vậy. Có những người người ta thông dong, như thiền sư Viên Minh nhìn mây, kìa mây bay trên lá, trên núi, ê xuống cho thầy xem. Thấy mây đang bay, biểu mây xuống đây chơi. Nhưng chân lý nó đến liền: ôi mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Thầy đang ngủ mà, việc của thầy tự tại là thầy ngủ, mây có tự tại của mây, mây cứ bay. Hồi nãy thầy muốn kêu mây xuống đây, muốn làm cái chuyện lấp đá vá trời vậy đó. Kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy chơi. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay.
chân lý á, nó bàn bạc trong cuộc sống. Chỉ khi nào mình hiểu được cái đạo lý thì chân lý nó có mặt, đạo lý mình tiếp nhận, đạo lý mình thấy được chân lý thì cuộc sống của mình rất có lý. Chân lý nó có, đạo lý mình nhận, sống có lý lắm. Ăn cái gì ngon có lý ha. Tại mình ngon rồi đó, thấm rồi đó. Cho nên hôm nào mình suy ra được một cái đạo lý gì cho mình gật gù. Đến nỗi mà rau bắp và rau tép mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp mà gật đầu khen ngon. Tại sao? Hạnh phúc nó có mặt rồi thì ruột bầu với rau tép nó vẫn ngon. Còn mình không có vui rồi thì cái gì nó cũng không ngon. Cho nên cái bước chân của mình nó thể hiện, ánh mắt của mình nó thể hiện. Phật có dạy trong kinh, trong cái bài đó Phật gọi là cái gì? Ngũ tướng, thấy không? Nó phát lên, nhìn năm cái phương pháp này, nó hiện lên cái tướng để mình tu tập. Người mà người ta có tu năm cái đó, nó hiện lên liền. Pháp Hòa có nói cái bài đó, quý vị muốn nghe tìm cái bài Niệm lành xâm tướng đẹp. Phật dạy năm phương pháp tu cái gì, quán cái gì, nghĩ cái gì để cho cái tướng mình nó được đẹp. Thường thường á, mình mà không thích cái gì mặt mình nhìn biết liền, phải không? Cho nên nó biểu lộ liền. Thích nó cũng biểu lộ, không thích nó cũng biểu lộ. Nhưng mà cuộc đời này mà hễ mình biểu lộ cái mình vui thì mọi người ta thoải mái. Mình biểu lộ cái không vui tự nhiên người ta thấy khó chịu. Mình đến nhà người ta mà mình bước vô mình biểu lộ một cái thái độ nào đó, tự nhiên người ta khó chịu liền. Còn mình đến mình nhẹ nhàng, mình manage được. Cái chữ tiếng Anh là manage, tiếng Anh, tiếng Việt là gì? Mình điều chỉnh được, mình điều phục được cái tâm hành của mình. Đừng để cái tâm hành mình vui buồn nó bộc phát nhiều quá. Vô mua nhà mới mà vô trời ơi đẹp quá, rờ chỗ này rờ chỗ kia, yên tâm giá không xuống đâu. Tại mình đã để cho người ta thấy được cái thích của mình về căn nhà đó quá rồi, phải không? Còn mình không thích cái gì là bắt đầu mình biểu lộ lên liền. Cho nên á, Phật dạy điều phục tâm hành. Thương cũng là một tâm hành, ghét cũng là một tâm hành, vui buồn tất cả đều là những tâm hành. Nhưng tu á, là mình đủ khả năng điều chỉnh đó. Thích cũng không để lộ cho mình biết. Trời ơi thích thì có cái tướng ăn rồi, ăn biết tham liền. Cho hồi xưa các tổ các thầy muốn thử đệ tử mình, thử đệ tử mình coi coi tham cỡ nào, ngồi ăn chung. Ông thì cũng để vô ăn rồi từ tốn. Còn ông thì vừa đưa vô miếng ngon cái lấy đũa gấp miếng thứ hai. Còn không thì cái gì mà mình thích đó, mình chấp. Còn không có mà xới bơi. Những cái thái độ đó nó biểu lộ lên cái cách sống của mình hết, cái tâm tư của mình hết. À, quý vị nhớ bảy ha: tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt, tu tập. Mình thọ cái gì để làm mình hạnh phúc thôi, an vui thôi. Đó, bây giờ ví dụ như á, thường Pháp Hòa thỉnh thoảng quý vị cho Pháp Hòa ăn sầu riêng. Nhưng mà bây giờ cái bao tử Pháp Hòa với cái đường ruột Pháp Hòa nó không có tốt, cho nên là trước khi lên giảng là tránh né sầu riêng. Mặc dù có thể ăn sầu riêng nhưng mà ăn xong rồi lên nó khó chịu. Thì thôi bây giờ mình tránh né nó trước khi mình lên giảng. Tránh né là vậy thôi, nghĩa là mình sẽ ăn. Hay là mình không ăn, nhưng mà không ăn không có gì khổ hết. Pháp Hòa không ăn được ba rô, dù là ba rô sống hay là ba rô phi, nhất là cái ba rô mà phi lên rồi ăn vô là nó khó chịu cả ngày. Cho nên mình tránh nó đi để mình khỏi có khó chịu vậy thôi, chứ có gì đâu. Không ăn được món này thì mình ăn món khác. Cái đường này mình đi đã từng bị lạc rồi mà tại sao cứ phải nhào vô hoài? Để rồi mỗi lần lạc cũng đâu có chết ai,
nhưng bất công phải quầy ra. Điều này Pháp Hoàng hay dạy mấy thầy trẻ lắm. Có nhiều khi biết cái đó nó sẽ sai mà cứ làm, xong rồi nó đó, con thấy không? Bây giờ con làm xong rồi nó cũng đâu có hệ gì, nhưng mà con mất thời gian không? Con phải quay trở vô con làm lỡ, mà ngay từ đầu con làm đúng rồi nó đâu có đến cực cực. Thôi thì Pháp Hòa có chia sẻ phần cuối của cái bài này hồi sáng với đại chúng. Phật dạy chúng ta có 7 phương pháp để chúng ta giảm thiểu một phần nào những cái phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Tu tập là chỉ cần thấy là mình có bớt là mình vui. Từ đó nó cho mình một niềm tin mình đã đi đúng đường, mình đã chọn đúng pháp, mình đã tu đúng cách. Mà vì vậy cho nên ngày nay tuệ giác mình nó có, cái niềm vui của mình nó có. Cũng giống như mình đang đi trên đường vậy, chưa tới nơi nhưng mà thấy bản. Thí dụ mình đi tới Plan City, mới bắt đầu khởi hành, nó nói 300 mile, điên họ nó nói 250 mile, chưa tới. Nhưng mà chính cái bản đó cho mình biết mình đi đúng đường, càng ngày mình tới càng gần. Hiểu không? Tu tập là vậy đó. Đại chúng tu làm sao mà thấy mỗi ngày vui hơn, an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt chấp trước hơn, là mình biết vô rồi đó. Cứ vậy mà tu tiếp. Chúc đại chúng an lạc.